Kinh Tư Ích Phàm Thiên Sở Vấn, Quyển 3, Phẩm 7 Đàm Luận. Bây giờ Phàm Thiên Tư Ích bạch Phật: Bạch Thế Tôn, Pháp Tương Tự Văn Thù Sẽ Lợi kia ở trong chúng hội này mà không có điều gì để nói sao? Đức Phật liền bảo Bồ Tát Văn Thù Sẽ Lợi: Bồ Tát ở trong chúng hội thuyết giải pháp này có thể không nói gì sao? Bồ Tát Văn Thù Sẽ Lợi bạch Phật: Bạch Thế Tôn, pháp mà Đức Phật đã chứng đắc có thể nhận biết chăng? Đức Phật bảo: Không thể nhận biết. Bồ Tát Văn Thù Sẽ Lợi thưa: Bạch Thế Tôn, pháp ấy có thể nói, có thể diễn giảng, có thể đàm bàn luận chăng? Đức Phật bảo: Không thể nói, không thể diễn thuyết, không thể bàn luận được. Bồ Tát Văn Thù Sẽ Lợi thưa: Bạch Thế Tôn, nếu pháp ấy không thể nói, không thể diễn thuyết, không thể bàn luận thì không thể chỉ bày. Lúc này Phạm Thiên Tư Ích nói với Bồ Tát Văn Thù Sẽ Lợi: Đại sĩ không vì chúng sinh mà thuyết giảng pháp sao? Bồ Tát Văn Thù Sẽ Lợi hỏi: Này Phạm Thiên, trong pháp tánh có hai tướng chăng? Phạm Thiên nói: Không có. Bồ Tát Văn Thù Sẽ Lợi hỏi: Tất cả các pháp không nhập vào pháp tánh sao? Phạm Thiên thưa: Đúng như vậy. Bồ Tát Văn Thù Sẽ Lợi nói: Nếu pháp tánh không có hai tướng, tất cả các pháp đều nhập vào trong pháp tánh, thì tại sao phải vì chúng sinh mà thuyết pháp? Phạm Thiên hỏi: Là có thuyết pháp cũng không có hai tướng chăng? Bồ Tát Văn Thù Sẽ Lợi đáp: Nếu quyết định có sự thuyết giảng và sự lãnh hội để có thể thuyết pháp thì cũng không có hai tướng. Phạm Thiên hỏi: Thưa Văn Thù Sẽ Lợi, thưa Bồ Tát Văn Thù Sẽ Lợi, Như Lai không thuyết pháp sao? Bồ Tát Văn Thù Sẽ Lợi đáp: Tuy Phật thuyết pháp nhưng không dùng hai tướng. Vì sao? Vì tánh của Như Lai là không có hai, tuy có sự thuyết giảng nhưng không có hai. Phạm Thiên hỏi: Nếu tất cả các pháp không có hai thì cái gì là hai tướng? Bồ Tát Văn Thù Sẽ Lợi đáp: Phàm khởi tham chấp về ngã nên phân biệt có hai tướng, không hai là pháp tánh, hoàn toàn chẳng là hai tướng. Tuy vô số phân biệt làm hai tướng, nhưng thực tế là không có hai tướng. Phàm Thiên hỏi: Làm sao nhận biết pháp không hai? Bồ Tát Văn Thù Sẽ Lợi đáp: Nếu không hai có thể nhận biết thì chẳng phải là không hai. Vì sao? Vì tướng không hai là không thể nhận thức. Này Phàm Thiên, hai tức là nghiệp của thức, không thể nhận biết về pháp của Đức Phật đã giảng nói. Pháp ấy không như chỗ đã giảng nói. Vì sao? Vì pháp ấy không có văn tự. Phạm Thiên thưa: Thưa Bồ Tát Văn Thù Sẽ Lợi, chỗ thuyết pháp của Phật rốt cuộc đi về đâu? Bồ Tát Văn Thù Sẽ Lợi đáp: Chỗ thuyết pháp của Phật là đi tới không chỗ, là đi tới chỗ không có chỗ đến. Phạm Thiên hỏi: Chỗ thuyết pháp của Phật không đi đến Niết Bàn sao? Bồ Tát Văn Thù Sẽ Lợi bảo: Trong Niết Bàn không thể đạt đến được chăng? Phạm Thiên thưa: Niết Bàn không có chỗ đến và không có chỗ đi. Bồ Tát Văn Thù Sẽ Lợi nói: Như vậy chỗ thuyết pháp của Phật là đi đến chỗ không có đến. Phạm Thiên hỏi: Pháp này ai có thể nghe? Bồ Tát Văn Thù Sẽ Lợi đáp: Như chỗ đại giảng nói. Phạm Thiên hỏi: Thế nào là như chỗ đại giảng nói? Bồ Tát Văn Thù Sẽ Lợi đáp: Như thì không thể nhận biết, không thể nghe. Phạm Thiên hỏi: Ai có thể nghe pháp như vậy của Như Lai? Văn Thù Sẽ Lợi đáp: Người không bị lệ thuộc vào sáu trần. Phạm Thiên hỏi: Ai có thể nhận biết về pháp ấy? Bồ Tát Văn Thù Sẽ Lợi đáp: Người không chấp vào chỗ nhận biết, không phân biệt, không tranh luận. Phạm Thiên hỏi: Thế nào là tỳ kheo có nhiều tranh luận? Bồ Tát Văn Thù Sẽ Lợi đáp: Phân biệt đây là tốt, đây là xấu, đó gọi là tranh luận. Đây là lý, đây là phi lý, đó gọi là tranh luận. Đây là nhơ, đây là sạch, đó là gọi là tranh luận. Đây là thiện, đây là bất thiện, đó gọi là tranh luận. Đây là trì giới, đây là phá giới, đó gọi là tranh luận. Đây là nên làm, đây là không nên làm, đó gọi là tranh luận. Dùng pháp ấy để chứng đắc đạo, dùng pháp ấy để đạt được quả vị, đó gọi là tranh luận. Này Phạm Thiên, nếu ở trong pháp mà có tâm cao thấp, tham chấp, nhận lấy thì đều là tranh luận. Pháp được Phật thuyết giảng thì không có tranh chấp. Người ưa thích tranh luận thì chẳng phải là pháp của Sa Môn. Người thích pháp Sa Môn thì dứt sạch mọi vọng tưởng tham chấp. Phạm Thiên hỏi: Thế nào là tỳ kheo thuận theo lời nói của Phật nói, thuận theo sự chỉ dạy của Phật? Bồ Tát Văn Thù Sẽ Lợi đáp: Nếu tỳ kheo được khen ngợi hay bị chê bai mà tâm của vị ấy không hề lay động thì đó gọi là thuận theo sự chỉ dạy của Phật. Nếu tỳ kheo không lệ thuộc vào ngôn ngữ văn tự thì đó là thuận theo lời nói của Phật. Lại nữa, tỳ kheo diệt trừ tất cả các tướng, đó là thuận theo sự chỉ dạy của Phật. Không trái với nghĩa lý, đó là thuận theo lời Phật nói. Nếu tỳ kheo
giữ gìn giáo pháp thì đó là thuận theo sự chỉ dạy của Phật, không trái với lời Phật. Đó gọi là thuận theo lời Phật nói. Phạm Thiên hỏi, thế nào là tỳ kheo có thể giữ gìn giáo pháp? Bồ Tát Văn Thù sẽ lời đáp, nếu tỳ kheo không trái nghịch với sự bình đẳng, không hủy hoại pháp tánh thì đó gọi là có thể giữ gìn giáo pháp. Phạm Thiên hỏi, thế nào là tỳ kheo gần gũi nơi Đức Phật? Bồ Tát Văn Thù sẽ lời đáp, nếu tỳ kheo ở trong pháp mà không thấy có pháp gần hoặc xa thì đó gọi là gần gũi nơi Phật. Phạm Thiên hỏi, thế nào là tỳ kheo cúng dường hầu cận Phật? Bồ Tát Văn Thù sẽ lời đáp, nếu thân miệng ý của tỳ kheo không có chỗ tạo tác thì đó gọi là cúng dường hầu cận Đức Phật. Phạm Thiên hỏi, ai có thể cúng dường Phật? Bồ Tát Văn Thù sẽ lời đáp, người không giấy khởi về nghiệp phước, không giấy khởi nghiệp chẳng động. Phạm Thiên hỏi, ai có thể thấy Phật? Bồ Tát Văn Thù sẽ lời đáp, nếu không chấp vào nhục nhãn, không chấp vào thiên nhãn, không chấp vào tuệ nhãn thì đó gọi là có thể thấy Phật. Phạm Thiên hỏi, ai có thể thấy Pháp? Bồ Tát Văn Thù sẽ lời đáp, người không trái với các Pháp nhân duyên. Phạm Thiên hỏi, ai có thể nhận thấy các Pháp nhân duyên? Bồ Tát Văn Thù sẽ lời đáp, người không giấy khởi bình đẳng, không thấy tướng phát sinh của bình đẳng. Phạm Thiên hỏi, ai đạt được trí chân thật? Bồ Tát Văn Thù sẽ lại đáp, người thấy được các lậu không sinh không diệt. Phạm Thiên hỏi, ai có thể theo học với Như Lai? Bồ Tát Văn Thù sẽ lại đáp, người không giấy khởi, không thọ nhận, không tham chấp, không xả bỏ các pháp. Phạm Thiên hỏi, ai gọi là hành chân chánh? Bồ Tát Văn Thù sẽ lại đáp, người không còn lệ thuộc vào ba cõi. Phạm Thiên hỏi, ai là hàng thiện nhân? Bồ Tát Văn Thù sẽ lời đáp, người không còn thọ thân sâu. Phạm Thiên hỏi, ai là người an lạc? Bồ Tát Văn Thù sẽ lời đáp, người không chấp vào ngã và ngã sở. Phạm Thiên hỏi, ai là người được giải thoát? Bồ Tát Văn Thù sẽ lời đáp, người không hủy hoại sự trói buộc. Phạm Thiên hỏi, ai là người được độ? Bồ Tát Văn Thù sẽ lời đáp, người không trụ ở sinh tử, không trụ nơi niết bàn. Phạm Thiên hỏi, tỳ kheo dứt sạch các lậu là dứt sạch cái gì? Bồ Tát Văn Thù sẽ lời đáp, nếu có chỗ dứt sạch thì không gọi là dứt sạch các lậu. Nhận biết tướng của các lậu là không, tùy theo đó để nhận biết thì gọi là dứt sạch các lậu. Phạm Thiên hỏi, ai là người nói lời chân thật? Bồ Tát Văn Thù sẽ lời đáp, người xa lìa các đường ngôn luận. Phạm Thiên hỏi, ai là người hộ nhập nơi đạo? Bồ Tát Văn Thù sẽ lời đáp, hàng phàm phu có người hội nhập vào nẻo hành đạo của Bậc Thánh, biết được tất cả pháp hữu vi không từ đâu đến, cũng không đi đâu về đâu, thì người ấy là người hội nhập nơi đạo. Phạm Thiên hỏi, ai có thể thấy Thánh Đế? Bồ Tát Văn Thù sẽ lại đáp, không có người thấy Thánh Đế. Vì sao? Vì theo chỗ có thấy đều là hư vọng, người không có chỗ thấy mới gọi là thấy Đế. Phạm Thiên hỏi, không thấy pháp nào cả sao gọi là thấy Đế? Bồ Tát Văn Thù sẽ lời đáp, không thấy tất cả các thứ kiến chấp gọi là thấy Đế. Phạm Thiên hỏi, Đế ấy nên cầu tìm ở đâu? Bồ Tát Văn Thù sẽ lời đáp, nên cầu tìm trong bốn thứ điên đảo. Phạm Thiên hỏi, tại sao nói như vậy? Bồ Tát Văn Thù sẽ lời đáp, cầu tìm nơi bốn thứ điên đảo tức là không chấp tịnh, không chấp thường, không chấp lạc, không chấp ngã, không chấp. Nếu không chấp tịnh tức là bất tịnh. Nếu không chấp thường, tức là vô thường. Nếu không chấp lạc, tức là khổ. Nếu không chấp ngã, tức là vô ngã. Này Phạm Thiên, tất cả các pháp là không, là vô ngã, đó là Thánh Đế. Nếu có thể như vậy, để cầu Đế thì người ấy không thấy khổ, không đoạn tập, không chứng diệt, không tu đạo. Phạm Thiên hỏi, sao gọi là tu tập đạo? Bồ Tát Văn Thù sẽ lời đáp, nếu không phân biệt đây là pháp, đây là phi pháp, xa lìa hai tướng thì gọi là tu tập đạo. Dùng đạo ấy để cầu đạt tất cả pháp không thể tu đắc, đó gọi là đạo. Đạo ấy không làm cho người xa xa lìa sinh tử đạt đến niết bàn. Vì sao? Vì không xa lìa, không đạt đến mới gọi là thánh đạo. Bây giờ có vị Phạm Thiên Mahala tên Đẳng Hạnh hỏi Pháp Vương Tử Vân Thù sẽ lời, thế nào là ưu bà tắc quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng? Bồ Tát Văn Thù sẽ lời đáp, nếu ưu Bồ Tát không giấy khỏi hai kiến chấp, là không giấy khỏi kiến chấp về ngã,
không khởi kiến chấp về ngã sở, không khởi kiến chấp về ngã, không khởi kiến chấp về Phật, không khởi kiến chấp về ngã, không khởi kiến chấp về Pháp, không khởi kiến chấp về ngã, không khởi kiến chấp về Tăng, thì đó gọi là quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Lại nữa, Ưu Bà Tát không dùng sắc để thấy Phật, không dùng thọ tưởng hành thức để thấy Phật, đó gọi là quy y Phật. Nếu Ưu Bà Tát đối với Pháp không có chỗ phân biệt, cũng không thực hành phi Pháp, thì đó gọi là quy y Pháp. Nếu Ưu Bà Tát không xa lìa Pháp hữu vi để thấy Pháp vô vi, không xa lìa Pháp vô vi để thấy Pháp hữu vi, thì đó gọi là quy y Tăng. Lại nữa, Ưu Bà Tát không chấp vào Phật, không chấp vào Pháp, không chấp vào Tăng, đó gọi là quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Bây giờ đồng Bồ Tát đẳng hạnh hỏi Bồ Tát Văn Thù Xá Lợi, những vị Bồ Tát này phát tâm Bồ Đề là hướng đến nơi nào? Bồ Tát Văn Thù Xá Lợi đáp: hướng đến hư không. Vì sao? Vì vô lượng chánh, vì vô thượng chánh đẳng chánh giác đồng với hư không. Bồ Tát đẳng hạnh hỏi: thế nào gọi là Bồ Tát phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác? Bồ Tát Văn Thù Xá Lợi đáp: nếu Bồ Tát nhận biết tất cả sự phát tâm chẳng phải là phát tâm, tất cả các pháp chẳng phải là pháp, tất cả chúng sinh chẳng phải là chúng sinh, thì đó gọi là Bồ Tát phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Khi ấy Bồ Tát đẳng hạnh bạch Phật: bạch Thế Tôn, gọi là Bồ Tát thì Bồ Tát ấy là gì? Phật dạy: này Tỳ Nam, nếu Bồ Tát đối với chúng sinh tà định mà phát tâm đại bi, thì đối với chúng sinh chánh định cũng không thấy có gì dị biệt sai khác, nên gọi là Bồ Tát. Vì sao? Vì Bồ Tát không vì chúng sinh chánh định, không vì chúng sinh không có định mà phát tâm. Bồ Tát chỉ vì nhằm hóa độ chúng sinh tà định mà giới khỏi đại bi, nên phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, do đấy gọi là Bồ Tát. Bây giờ Bồ Tát Bồ Đề bạch Phật: bạch Thế Tôn, chúng con cũng muốn nói về việc do đâu được gọi là Bồ Tát. Đức Phật bảo: hãy tùy ý nói bày. Bồ Tát Bồ Đề nói: ví như người nam, người nữ thời trì giới trong một ngày không hủy phạm, không thiếu sót. Nếu Bồ Tát như vậy, từ khi mới phát tâm cho đến lúc thành Phật, trong khoảng thời gian ấy thường tu phạm hạnh, thì đó gọi là Bồ Tát. Bồ Tát kiên ý nói: nếu Bồ Tát thành tựu tâm từ sâu rộng bền chắc, thì đó gọi là Bồ Tát. Bồ Tát độ chúng sinh nói: ví như cầu, thuyền đưa người không mệt mỏi, không phân biệt. Nếu tâm như thế thì đó gọi là Bồ Tát. Bồ Tát đoạn ác đạo nói: nếu Bồ Tát ở nơi quốc độ của chư Phật, đặt chân đến chỗ nào, tức thì tất cả đường ác đều bị diệt trừ, thì đó gọi là Bồ Tát. Bồ Tát Quan Thế Âm nói: nếu chúng sinh thấy được Bồ Tát, tức thì chắc chắn ở trong đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, lại xưng danh hiệu của Bồ Tát ấy, thì trừ diệt được các khổ, đó gọi là Bồ Tát. Bồ Tát Đắc Đại Thế nói: nếu chỗ Bồ Tát đặt chân đến làm chấn động cả tam thiên đại thiên thế giới và cung điện của ma, thì đó gọi là Bồ Tát. Bồ Tát Vô Bì Nguyện Bì Quyện nói: nếu lấy hằng hà sa kiếp làm một ngày một đêm, dùng 30 ngày ấy là một tháng, 12 tháng là một năm, dùng số năm này, nếu trải qua 100.000 vạn ức kiếp, gặp được một vị Phật, như vậy ở hằng hà xa chỗ Đức Phật, thực hành các phạm hạnh, tu tập công đức, rồi sau đó được thọ ký vô thượng chánh đẳng chánh giác, tâm không dừng nghỉ, không có mệt mỏi, thì đó gọi là Bồ Tát. Bồ Tát Đạo Sơ nói: nếu đối với những chúng sinh rơi vào đường tà, sinh khởi tâm đại bi khiến cho họ hội nhập vào chánh đạo mà không cầu báo ân, thì đó gọi là Bồ Tát. Bồ Tát Tu Di Sơn nói: nếu Bồ Tát đối với tất cả các pháp không có chỗ phân biệt, như tất cả các sắc của núi Tu Di, thì đó gọi là Bồ Tát. Bồ Tát Na La Chiên nói: nếu Bồ Tát không bị tất cả các thứ phiền não hủy hoại, thì đó gọi là Bồ Tát. Bồ Tát Tâm Lực nói: nếu Bồ Tát dùng tâm suy nghĩ về tất cả các pháp không có lầm lỗi, thì đó gọi là Bồ Tát. Bồ Tát Sư Tử Du Bộ Tự Tại nói: nếu Bồ Tát ở trong các luận thuyết không sợ không hãi, đạt được pháp nhẫn sâu xa, có thể khiến cho tất cả hàng ngoại đạo khiếp sợ, thì đó gọi là Bồ Tát. Bồ Tát Bất Khả Tư Nghị nói: nếu Bồ Tát biết tướng của tâm không thể nghĩ bàn, không có chỗ tư duy phân biệt, thì đó gọi là Bồ Tát. Thiên Tử Thiện Thạch nói: nếu Bồ Tát có thể sinh ra ở trong tất cả cung trời mà không bị đắm nhiễm,
cũng không chấp nơi pháp vô nhiễm ấy, thì đó gọi là Bồ Tát. Bồ Tát thật ngữ nói, nếu Bồ Tát có nói ra điều gì, thường dùng lời chân thật, cho đến trong giấc mộng cũng không nói dối, thì đó gọi là Bồ Tát. Bồ Tát Hỷ Kiến nói, nếu Bồ Tát có thể thấy tất cả hình sắc đều là hình sắc của Phật, thì đó gọi là Bồ Tát. Bồ Tát Thường Thảo nói, nếu Bồ Tát thấy chúng sinh bị rơi vào sinh tử, tâm vị ấy không vui thích với các niềm vui thế gian, muốn tự độ mình và độ chúng sinh, thì đó gọi là Bồ Tát. Bồ Tát Tâm Vô Ngại nói, nếu Bồ Tát đối với tất cả các phiền não, chúng ma mà không sân giận, ngăn ngại, thì đó gọi là Bồ Tát. Bồ Tát Thường Hỷ Căn nói, nếu Bồ Tát thường dùng căn lành, tự làm viên mãn hạnh nguyện của mình, cũng làm viên mãn ý nguyện của người khác, mọi việc làm đều hoàn tất, thì đó gọi là Bồ Tát. Bồ Tát Tán Nghi Hối nói, nếu Bồ Tát ở trong tất cả các pháp không sinh nghi ngờ, hối tiếc, thì đó gọi là Bồ Tát. Bồ Tát Sơ Tử Đồng Nữ nói, nếu Bồ Tát nhận thấy không có pháp nam, không có pháp nữ, bày hiện vô số sắc thân vì để thành tựu cho chúng sinh, thì đó gọi là Bồ Tát. Bồ Tát Bảo Nữ nói, nếu Bồ Tát ở trong các vật báu mà không sinh ưa thích, chỉ thích tam bảo, thì đó gọi là Bồ Tát. Ưu Bà Di Tỳ Sa Khư Đạt Đa nói, nếu Bồ Tát có chỗ chứng đắc thì không có Bồ Đề, nếu không nắm bắt tất cả pháp, không sinh tất cả pháp, không diệt tất cả pháp, thì đó gọi là Bồ Tát. Cư sĩ Bạc Đà Bà La nói, nếu Bồ Tát nghe chúng sinh gọi tên mình thì chắc chắn ở trong đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, thì đó gọi là Bồ Tát. Đồng tử Bảo Nguyệt nói, nếu Bồ Tát thường tu tập phạm hạnh của đồng tử cho đến không dùng tâm nhớ nghĩ về năm dục, huống hồ là thân thọ năm dục, thì đó gọi là Bồ Tát. Thiên tử Đao Lợi là Bồ Tát Mạng Đà La Hoa Hương nói, nếu Bồ Tát trì giới, huân tập nơi tâm, thường tỏa ra hương các pháp thiện, không tỏa ra hương khác, thì đó gọi là Bồ Tát. Bồ Tát Tác Hỷ nói, nếu Bồ Tát vui thích ba pháp là cúng dường Phật, diễn thuyết pháp và giáo hóa chúng sinh, thì đó gọi là Bồ Tát. Phạm Thiên Tử Ích nói, nếu pháp mà Bồ Tát thấy đều là pháp Phật, thì gọi là Bồ Tát. Bồ Tát Di Lặc nói, nếu chúng sinh nhìn thấy Bồ Tát liền chứng đắc tam muội từ tâm, thì đó gọi là Bồ Tát. Pháp Vương Tử Văn Thù Sư Lợi nói, nếu Bồ Tát giảng nói các pháp mà không dấy khởi tưởng về pháp, không dấy khởi tưởng về phi pháp, thì đó gọi là Bồ Tát. Bồ Tát Võng Minh nói, nếu hào quang của Bồ Tát có thể diệt trừ tất cả phiền não của chúng sinh, thì đó gọi là Bồ Tát. Bồ Tát Phổ Hoa nói, nếu Bồ Tát thấy chư Như Lai đầy khắp cả mười phương thế giới như rừng hoa che phủ, thì đó gọi là Bồ Tát. Như vậy, các vị Bồ Tát mỗi mỗi vị tùy theo sở thích của mình nói xong, Đức Phật bảo Bồ Tát Đẳng Hạnh, nếu Bồ Tát có thể thay thế tất cả chúng sinh chịu các thứ khổ não, cũng là có thể xóa bỏ tất cả việc phước cho chúng sinh, thì đó gọi là Bồ Tát. Phẩm 8 Luận Tịch. Bây giờ Phạm Thiên Tử Ích hỏi Bồ Tát Đẳng Hạnh. Thưa Bồ Tát, nay Bồ Tát dùng hành gì làm hạnh? Bồ Tát Đẳng Hạnh trả lời, tôi dùng hạnh thuận theo tất cả pháp hữu vi, nơi chúng sinh làm hạnh. Phạm Thiên hỏi, thuận theo tất cả pháp hữu vi, nơi chúng sinh làm hạnh, là hạnh như thế nào? Bồ Tát đáp, nếu hành hóa của chư Phật là hạnh tùy theo tất cả pháp hữu vi, nơi chúng sinh. Lại hỏi, chư Phật dùng gì làm hạnh? Bồ Tát đáp, chư Phật dùng để nhất nghĩa không làm hạnh. Lại hỏi, nếu hành hóa của hàng phàm phu, chư Phật cũng dùng đấy làm hạnh, thì có gì sai khác? Bồ Tát Đẳng Hạnh nói, ông muốn khiến cho trong không có sai biệt chăng? Phạm Thiên đáp, không. Bồ Tát Đẳng Hạnh hỏi, Như Lai không giảng nói tất cả pháp là không sao? Phạm Thiên đáp, đúng vậy. Bồ Tát nói, này Phạm Thiên, do đó tất cả pháp không có sai biệt, các hành tướng ấy cũng là như vậy. Vì sao? Vì Như Lai không giảng nói có pháp có sai biệt. Bây giờ, Phạm Thiên Tử Ích hỏi Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, đại giảng nói về hành thì hành là gì? Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi đáp, ở trong các hành có bốn phạm hạnh gọi là hành nơi hành. Nếu người xa lìa bốn phạm hạnh thì không gọi là hành nơi hành.
có thể thực hành bốn phạm hạnh ấy thì gọi là hành nơi hành. Này Phạm Thiên, nếu người thành tựu bốn phạm hạnh thì tuy hành hóa ở nơi tịch tỉnh, vắng vẻ cũng gọi là hành nơi hành. Nếu không thành tựu bốn phạm hạnh, thì dù hành hóa ở những nơi lầu gác cung điện, giường vàng, chiếu bạc, y phục tốt đẹp nhưng không gọi là hành nơi hành, cũng lại không thể khéo nhận biết về tướng của hành. Lại hỏi, Bồ Tát dùng hành gì để thấy biết thanh tịnh? Bồ Tát Văn Thù sẽ lời đáp, ở trong các hành có thể làm thanh tịnh ngã kiến. Lại hỏi, nếu chứng đắc thật tánh của ngã thì chứng được tri kiến chân thật chăng? Bồ Tát Văn Thù sẽ lời đáp, nếu thấy được thật tánh của ngã, tức là nhận thức chân thật, ví như người giữ kho vàng của nhà vua, nhân số vàng đã xuất ra chi dùng mà biết số còn lại. Như vậy nhận biết thật tánh của ngã nên đạt được nhận thức chân thật. Phạm Thiên lại hỏi, thế nào là đạt được thật tánh của ngã? Bồ Tát Văn Thù sẽ lời đáp, nếu đạt được pháp vô ngã thì đạt được thật tánh. Vì sao? Vì ngã hoàn toàn không có nguồn gốc, không chắc chắn. Nếu người nào có thể nhận biết như vậy thì gọi là đạt được thật tánh của ngã. Phạm Thiên lại hỏi, như tôi hiểu về nghĩa do đại sĩ đã giảng, là nhờ thấy ngã nên liền thấy Phật. Vì sao về tánh của ngã tức là Phật tánh? Thưa đại sĩ, ai có thể thấy Phật? Bồ Tát Văn Thù sẽ lại đáp, người không hủy hoại ngã kiến. Vì sao? Vì ngã kiến tức là pháp kiến, nhờ pháp kiến mà có thể thấy Phật. Phạm Thiên lại hỏi, là không có đối tượng hành, gọi là chánh hành chăng? Bồ Tát Văn Thù sẽ lời đáp, có, nếu không thực hành theo tất cả pháp hữu vi thì đó gọi là chánh hành. Phạm Thiên lại hỏi, hành như thế nào gọi là chánh hành? Bồ Tát Văn Thù sẽ lời đáp, nếu không vì nhận thức mà thực hành, không vì đoạn trừ, không vì chứng đắc, không vì tu tập mà thực hành, thì đó gọi là chánh hành. Phạm Thiên lại hỏi, tuệ nhãn là thấy rõ pháp gì? Bồ Tát Văn Thù sẽ lời đáp, nếu có đối tượng được thấy thì không gọi là tuệ nhãn. Tuệ nhãn không thấy pháp hữu vi, không thấy pháp vô vi. Vì sao? Vì các pháp hữu vi đều là phân biệt hư vọng. Không phân biệt hư vọng, đó gọi là tuệ nhãn. Pháp vô vi là không, không thật có, vượt qua sự nhận biết của các mắt. Cho nên tuệ nhãn cũng không thấy pháp vô vi. Phạm Thiên lại hỏi, Như Lai lại có tỳ kheo nhân theo chánh hành mà không chứng đạo quả chăng? Bồ Tát Văn Thù sẽ lời đáp, có, trong chánh hành không có đạo, không có quả, không có hành, không chứng đắc, không có quả chứng sai khác. Này Phạm Thiên, vì không có đối tượng được chứng đắc nên mới gọi là chứng đắc. Nếu có đối tượng được chứng đắc thì nên biết đó là hạng tăng thượng mạng. Người chánh hành dứt mọi tăng thượng mạng, không tăng thượng mạng tức là không hành, không thủ đắc. Phạm Thiên lại hỏi, chứng đắc pháp gì để gọi là chứng đắc đạo? Bồ Tát Văn Thù sẽ lời đáp, nếu pháp không tự sinh, không do cái khác sinh, cũng không do các duyên sinh, từ xưa đến nay thường không có sinh, chứng đắc pháp ấy thì gọi là đạt đạo. Phạm Thiên hỏi, nếu pháp không sinh thì lấy chỗ nào để chứng? Bồ Tát Văn Thù sẽ lời đáp, nếu biết pháp không sinh, tức gọi là chứng đắc, cho nên Đức Phật thuyết giảng, nếu thấy các pháp hữu vi không có tướng sinh, tức hội nhập nơi quả vị chân chánh. Phạm Thiên hỏi, những gì gọi là quả vị chân chánh? Bồ Tát Văn Thù sẽ lời đáp, ngã và niết bàn, bình đẳng không hai, đó gọi là quả vị chân chánh. Lại nữa, vì thực hành bình đẳng, nên gọi là quả vị chân chánh. Dùng sự bình đẳng để thoát khỏi các khổ não, nên gọi là quả vị chân chánh. Hội nhập trong ý nghĩa rốt ráo nên gọi là quả vị chân chánh. Dứt trừ tất cả mọi thứ nhớ nghĩ, gọi là quả vị chân chánh. Khi ấy Đức Thế Tôn khen ngợi Bồ Tát Văn Thù sẽ lợi. lành thay, đại sĩ đã thuyết giảng rất thú vị. Đúng như lời ông đã nói, khi Bồ Tát Văn Thù sẽ lợi thuyết giảng pháp này, có 7.000 tỳ kheo theo đoạn các pháp, dứt sạch các lậu, tâm được giải thoát. 32.000 chư thiên lìa mọi phiền não, rời cấu uế, chứng được pháp nhãn thanh tịnh. 10.000 người xa lìa tham dục, được thiền định. 200 người phát tâm cầu đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. 500 Bồ Tát chứng được pháp nhẫn vô sinh. Bây giờ Phạm Thiên Tư Ích bạch Phật, bạch Thế Tôn, pháp phương tự Văn Thù sẽ lợi này có thể thực hiện Phật sự, tạo mọi lợi ích lớn cho chúng sinh. Bồ Tát Văn Thù sẽ lợi nói, Đức Phật xuất hiện thân ở đời không vì pháp lợi ích
ma xuất hiện, không vì pháp tổn hại mà xuất hiện. Phạm Tiên nói, Đức Phật lẽ nào không tạo sự giải thoát cho vô lượng chúng sinh sao? Nhân giả cũng không phải đã tạo lợi cho vô lượng chúng sinh sao? Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi hỏi, ông muốn ở trong chỗ không chúng sinh đạt được chúng sinh chăng? Phạm Tiên đáp, thưa không. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi hỏi, này Phạm Tiên, ông muốn đạt được tướng quyết định của chúng sinh chăng? Phạm Tiên đáp, thưa không. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi hỏi, này Phạm Tiên, ông muốn đạt được tướng của chư Phật xuất hiện ở thế gian sao? Phạm Tiên đáp, thưa không. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi hỏi, này Phạm Tiên, những gì là chúng sinh được chư Phật hóa độ đạt giải thoát? Phạm Thiên nói, theo như nghĩa đại sĩ đại giảng nói thì không sinh tử, tức là không niết bàn. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi nói, đúng vậy, chư Phật Thế Tôn không vướng mắc nơi sinh tử, cũng không thuộc đắc niết bàn. Đệ tử của chư Phật đạt được giải thoát cũng không vướng mắc nơi sinh tử. Không thuộc đắc niết bàn. Vì sao? Vì niết bàn và sinh tử ấy chỉ giả là giả danh, nên có ngôn thuyết thật ra không có sinh tử, luân hồi. Nếu diệt tận, tức chứng đắc niết bàn. Phạm Thiên lại hỏi, ai có thể tin được pháp này? Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi đáp, là người ở trong các pháp không có tham đắm. Phạm Thiên lại hỏi, nếu tham đắm thì tham đắm cái gì? Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi đáp, tham đắm sự giả dối. Nên Phạm Thiên, nếu tham đắm là thật thì hoàn toàn không có người tăng thượng mạng, vì tham đắm là hư vọng, nên hành giả nhận biết rõ mà không tham cầu. Nếu không tham đắm thì không có dòng chảy sinh tử. Nếu không có dòng chảy sinh tử thì không có sinh tử luân hồi. Nếu không có sinh tử luân hồi, tức là giải thoát. Phạm Thiên hỏi, thế nào gọi là giải thoát? Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi đáp, giải thoát gọi là các duyên không hòa hợp. Nếu vô minh không hòa hợp với nhân duyên của các hành thì không khởi lên các hành. Nếu chẳng khởi lên các hành thì gọi là diệt. Chẳng khởi lên tướng là giải thoát hoàn toàn. Chân đắc đạo ấy tức là cõi vô sinh, như vậy gọi là bốn thánh đế. Bây giờ Bồ Tát Đẳng Hành nói với Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, như những lời đại sĩ đại giảng nói đều là chân thật chăng? Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi đáp, tất cả lời nói đều là chân thật. Bồ Tát Đẳng Hành hỏi, lời nói hư vọng cũng là chân thật sao? Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi đáp, đúng vậy. Vì sao? Vì những lời nói đều là hư vọng, không nơi chốn, không phương hướng. Do pháp đều là hư vọng, không nơi chốn, không phương hướng, nên tất cả lời nói đều là chân thật. Này đại sĩ, lời nói của Đại Bà Đạt Đa và lời nói của Như Lai là không sai khác. Vì sao? Vì tất cả lời nói đều là lời nói của Như Lai, chẳng ra ngoài như. Tất cả lời nói có sự việc để thuyết giảng, là do không có chỗ giảng thuyết nên có thể giảng thuyết. Vì vậy tất cả lời nói đều là bình đẳng, văn tự giống nhau, văn tự không nhớ nghĩ, văn tự là không. Bồ Tát Đẳng Hạnh hỏi, Như Lai chẳng giảng thuyết về ngôn ngữ của hàng phàm phu, ngôn ngữ của bậc thánh hiền sao? Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi đáp, đúng vậy, Như Lai dùng văn tự để giảng thuyết ngôn ngữ của phàm phu, cũng dùng văn tự để giảng thuyết ngôn ngữ của thánh hiền. Như vậy này đại sĩ, các văn tự có sự phân biệt, đây là ngôn ngữ của phàm phu, đây là ngôn ngữ của thánh hiền. Bồ Tát Đẳng Hành đáp, thưa không có. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi nói, như các văn tự không phân biệt, tất cả hiền thánh cũng không phân biệt, cho nên hiền thánh không có ngôn thuyết. Vì sao? Vì hiền thánh chẳng dùng tướng của văn tự, chẳng dùng tướng của chúng sinh, chẳng dùng tướng của pháp để làm đối tượng được thuyết giảng. Ví như chuông trống do mọi duyên hòa hợp mà có âm thanh, những chuông trống đó cũng không phân biệt. Như vậy, chư hiền thánh khéo nhận biết về mọi nhân duyên, nên đối với những ngôn thuyết không tham chấp, không ngăn ngại. Bồ Tát Đẳng Hành hỏi, như Đức Phật đã giảng nói, các ông tập hợp sẽ làm hai việc, hoặc thuyết pháp, hoặc im lặng như bậc thánh. Thế nào là thuyết pháp, thế nào là im lặng như bậc thánh? Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi đáp, nếu thuyết pháp không trái với Phật,
không trái với pháp, không trái với tăng, thì gọi là thuyết pháp. Nếu biết pháp, tức là Phật, xa lìa tướng, tức là pháp, vô vi, tức là tăng. Đó gọi là im lặng như bậc thánh. Lại nữa này đại sĩ, đương vào bốn niệm xứ mà có đối tượng được thuyết giảng, gọi là thuyết pháp. Đối với tất cả các pháp không có chỗ nhớ nghĩ, gọi là im lặng như bậc thánh. Đương vào bốn chánh cần mà có đối tượng được giảng thuyết, gọi là thuyết pháp. Do các pháp vốn bình đẳng, không tạo ra bình đẳng, chẳng tạo tác, chẳng bình đẳng, gọi là im lặng như bậc thánh. Đương vào bốn như ý túc mà có đối tượng được thuyết giảng, gọi là thuyết pháp. Nếu thân tâm không giấy khởi thì gọi là im lặng như bậc thánh. Đương vào năm căn năm lực mà có đối tượng được thuyết giảng, gọi là thuyết pháp. Nếu không theo lời nói của người khác để có lòng tin thì chẳng chọn lấy, chẳng sẽ bỏ, phân biệt các pháp dốc lòng an trú, trong niệm vô niệm, điều đó tất cả các pháp, tánh luôn quyết định, đoạn được hết thảy mọi hí luận, gọi là im lặng như bậc thánh. Nương vào bảy bồ đề phần mà có đối tượng được thuyết giảng, gọi là thuyết pháp. Nếu thường thực hành tâm xả, không có sự phân biệt, không tăng, không giảm, gọi là im lặng như bậc thánh. Nương vào tám thánh đạo mà có đối tượng được thuyết giảng, gọi là thuyết pháp. Nếu nhận biết tướng của việc thuyết pháp, dụ như thuyền bè, chẳng dựa chấp vào pháp, chẳng nương chấp vào phi pháp, gọi là im lặng như bậc thánh. Đối với 37 phẩm trời đạo ấy, nếu có thể mở bài, giải thích giảng thuyết, gọi là thuyết pháp. Nếu thân chứng được pháp ấy, thì cũng không lìa thân để thấy pháp, cũng không lìa pháp để thấy thân. Trong pháp quán ấy, không thấy hai tướng, chẳng thấy không hai tướng. Như vậy, mọi nhận thức hiện tiền cũng không chấp nơi đó, gọi là im lặng như bậc thánh. Lại nữa này đại sĩ, nếu không vọng tưởng chấp về ngã, không vọng tưởng chấp về ngã sở, không vọng tưởng chấp về pháp, có đối tượng được thuyết giảng thì gọi là thuyết pháp. Nếu đạt được tướng không thể thuyết giảng, có thể xa lìa tất cả âm thanh của lời nói. Đạt được chốn không động, hội nhập nơi tâm lìa tướng thì gọi là im lặng như bậc thánh. Lại nữa này đại sĩ, nếu nhận biết tất cả các căn lanh lợi thấp kém của chúng sinh, theo đó mà giáo hóa họ, gọi là thuyết pháp. Thường hội nhập nơi thiền định, tâm không tán loạn, gọi là im lặng như bậc thánh. Bồ Tát Đẳng Hạnh nói, như tôi hiểu nghĩa của đại sĩ đã giảng thuyết, là tất cả hàng thanh văn Bích Chư Phật không có thuyết pháp, cũng không có im lặng như bậc thánh. Vì sao? Vì không hiểu rõ các căn lanh lợi hay thấp kém của tất cả chúng sinh, cũng là không thể luôn ở trong thiền định. Thưa đại sĩ, nếu có lời hỏi chân thật ai là người thuyết pháp ở thế gian, ai là người im lặng như bậc thánh ở thế gian, thì phải nói chính là chư Phật. Vì sao? Vì chư Phật có thể phân biệt hoàn toàn các căn lanh lợi hay thấp kém của chúng sinh, cũng thường ở trong thiền định. Đức Phật bảo Bồ Tát Văn Thù Sĩ Lợi, đúng vậy, đúng vậy. Như lời Bồ Tát Đẳng Hạnh nói, chỉ có chư Phật Như Lai mới có hai pháp này. Bây giờ, tôn giả Tu Bồ Đề bạch Phật, Bạch Thế Tôn, con đích thân theo Phật được nghe Phật nói, chư vị tập hợp nên làm hai việc, hoặc là thuyết pháp, hoặc là im lặng như bậc thánh. Bạch Thế Tôn, nếu hàng thanh văn không thể thực hành việc ấy, thì tại sao Đức Như Lai lại bảo các tỳ kheo thực hành hai việc này? Phật bảo tôn giả Tu Bồ Đề, theo ý ông thì sao? Nếu hàng thanh văn không lãnh hội sự thuyết giảng của người khác mà có thể thuyết pháp, có thể im lặng như bậc thánh chăng? Tôn giả Tu Bồ Đề đáp, thưa không. Phật dạy, này Tu Bồ Đề, vì thế nên biết tất cả hàng thanh văn Bích Chi Phật không có thuyết pháp, không im lặng như bậc thánh. Bây giờ, Bồ Tát Văn Thù Sĩ Lợi nói với tôn giả Tu Bồ Đề, Thưa trưởng lão Tu Bồ Đề, Như Lai hiểu rõ 84.000 hành nghiệp của chúng sinh. Trưởng lão ở trong số này là người có trí tuệ. Trưởng lão có thể tùy theo căn cơ thích ứng của chúng sinh để thuyết pháp cho họ không? Tôn giả Tu Bồ Đề đáp, thưa không được. Bồ Tát hỏi, này trưởng lão Tu Bồ Đề, hiện tại có thể nhập vào tam muội, xem xét tâm niệm của tất cả chúng sinh, an trú vào tam muội ấy để thấu rõ tâm và mọi nẻo hành hóa nơi tâm của hết thảy chúng sinh, tâm mình tâm người, không bị chướng ngại không? Trưởng lão Tu Bồ Đề đáp, thưa không. Bồ Tát Văn Thù Sĩ Lợi nói,
Này Tôn giả Tu Bồ Đề, Như Lai đối với 84.000 hành nghiệp của chúng sinh, tùy theo căn cơ thích ứng của họ mà thuyết pháp, cho thuốc, lại luôn an trú trong tướng bình đẳng của định, tâm không lay động mà thấu thỏ mọi tâm niệm và nẻo hành hóa nơi tâm của tất cả chúng sinh. Này trưởng lão Tu Bồ Đề, như vậy nên biết tất cả hàng thanh văn bích chư Phật không thể sánh kịp việc này. Này Tôn giả Tu Bồ Đề, hoặc có chúng sinh nhiều dâm dục, dùng pháp quán thanh tịnh mà chứng đắc giải thoát, chứ chẳng phải do quán bất tịnh. Chỉ có Phật mới có thể nhận biết, hoặc có chúng sinh nhiều giận dữ, dùng pháp quán về lỗi lầm mà chứng đắc giải thoát, chứ chẳng phải do pháp quán tâm từ bi, chỉ có Phật mới có thể nhận biết. Hoặc có chúng sinh nhiều ngu si, dùng pháp bất cộng ngữ mà chứng đắc giải thoát, chứ chẳng phải dùng việc thuyết giảng pháp, chỉ có Phật mới có thể nhận biết. Hoặc có chúng sinh thực hành những pháp trên, chẳng dùng pháp quán thanh tịnh, chẳng dùng pháp quán bất tịnh, chẳng dùng pháp quán lỗi lầm, chẳng dùng pháp quán tâm từ, chẳng dùng bất cộng ngữ, chẳng dùng việc thuyết giảng pháp để được giải thoát. Thuộc theo căn tánh, dùng các pháp bình đẳng để thuyết giảng giáo pháp, khiến họ được giải thoát. Chỉ có Đức Phật mới biết được. Cho nên, Đức Như Lai là vị thuyết pháp bậc nhất trong những người thuyết pháp, cũng là vị thiền định bậc nhất trong những người thiền định. Bây giờ, trưởng lão Tu Bồ Đề hỏi Pháp Vương Tử Phân Thù Sư Lợi. Nếu hàng thanh văn bích chư Phật không thể thuyết pháp như vậy, không thể im lặng như bậc thánh như vậy, thì hàng Bồ Tát thành tựu công đức như vậy, có thể thuyết pháp, có thể im lặng như bậc thánh không? Bồ Tát Phân Thù Sư Lợi đáp, chỉ có Phật mới nhận biết được. Đức Phật bảo trưởng lão Tu Bồ Đề, có tam muội tên là nhập nhất thiết ngữ ngôn, tâm bất tán loạn. Nếu Bồ Tát thành tựu tam muội này, thì đạt được công đức ấy. Khi đó Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi nói với Bồ Tát Đẳng Hạnh, thưa đại sĩ, vì chúng sinh có 84.000 hành nghiệp nên Đức Phật thuyết giảng 84.000 pháp môn gọi là thuyết pháp. Thưa an trú trong hết thảy định diệt tọa tưởng hành nên gọi là im lặng như bậc thánh. Thưa đại sĩ, tôi ở trong một kiếp hoặc chưa đầy một kiếp có thể thuyết giảng về nghĩa này, tức là tướng thuyết pháp, tướng im lặng như bậc thánh, hãy còn chẳng thể kể hết. Phật bảo Bồ Tát Đẳng Hạnh, này thiền nam, về đời quá khứ trải qua vô lượng vô biên vô số kiếp không thể nghĩ bàn, khi ấy có Đức Phật xuất hiện ở đời, hiệu là Phổ Quang, kiếp tên Danh Văn, nước tên Hí Kiến, quốc độ kia trang nghiêm thanh tịnh, giàu có an vui, trời người đông đúc, cõi đất ấy đều dùng các thứ báu để trang nghiêm, mềm mại êm dịu, sinh ra hoa sen báu và nhiều loại cây thơm, thường tỏa ra mùi hương phi diệu lan rộng khắp nơi. Này Bồ Tát Đẳng Hạnh, cõi nước Hí Kiến có 404 cõi thiên hạ, mỗi cõi thiên hạ dài rộng 84.000 do tuần, các thành trong cảnh giới đó dài rộng 1 do tuần đều dùng các thứ báu trang hoàng, mỗi thành có 1.500.000 thôn ấp xóm làng vây quanh, mà mỗi làng xóm thôn ấp có đủ vô lượng 100.000 dân chúng số đông đúc. Khi ấy dân chúng nếu thấy được sắc màu hình tượng thì tâm đều vui thích, không hề có khinh ghét, cũng đều đạt được pháp tam muội niệm Phật. Cho nên, cõi nước đó gọi là Hí Kiến. Nếu có chư Bồ Tát từ thế giới khác đến, thì cũng đều đạt được mọi diệu lạc. Các cõi khác thì không được như vậy. Này Bồ Tát Đẳng Hạnh, Đức Phật Phổ Quang kia dùng pháp của Ba Thừa để thuyết pháp cho đệ tử, cũng thường ưa thích thuyết pháp âm như vậy. Này các tỳ kheo, nên thực hành hai việc, hoặc thuyết pháp, hoặc im lặng như bậc thánh. Này Bồ Tát Đẳng Hạnh, bây giờ cõi nước của Đức Phật Y Vương ở phương trên có hai vị Bồ Tát, một tên là Vô Tận Ý, hai tên là Ích Ý. Đi đến chỗ của Đức Phật Phổ Quang, đầu mặt đảnh lễ nơi chân Phật, nhiễu quanh theo phía bên phải ba vòng, cung kính chắp tay, lui ra đứng một bên. Khi ấy Đức Phật Phổ Quang vì hai vị Bồ Tát này mà thuyết giảng tam muội tịnh minh. Sở dĩ gọi là tam muội tịnh minh vì nếu Bồ Tát hội nhập vào tam muội ấy liền được giải thoát khỏi tất cả các tướng và phiền não trói buộc, đối với tất cả pháp của Phật cũng đạt được ánh sáng thanh tịnh. Lại nữa, hết thảy các pháp quá khứ hiện tại vị lai đều thanh tịnh, đó là ba đời hoàn toàn thanh tịnh, không thể khiến cho không thanh tịnh, vì bản tánh của các pháp thường thanh tịnh. Do đấy nói, tánh của tất cả các pháp luôn thanh tịnh.
Thế nào là tánh của các pháp thanh tịnh? Nghĩa là tướng của tất cả pháp là không, liền mọi thủ đắc, tướng của các pháp là không tướng. Nên sẽ liền mọi nhớ tưởng phân biệt, tướng của tất cả pháp là không tạo tác, nên không giữ lấy, không xả bỏ, không mong cầu, không chỗ nguyện, hoàn toàn xa lìa tự tánh, đó gọi là tánh thường thanh tịnh. Do tướng thường thanh tịnh nên biết tánh sinh tử tức là Niết Bàn, tánh Niết Bàn tức là tánh của tất cả pháp. Vì vậy nói tâm tánh thường thanh tịnh. Này Bồ Tát Đẳng Hạnh, ví như hư không, nếu thọ nhận khấu uế thì không có điều đó, tánh của tâm cũng như vậy, nếu có khấu uế thì không có điều ấy. Là như hư không, tuy bị trói khói bụi mây mù che phủ, nên chẳng trong sáng, chẳng sạch sẽ, nhưng không thể làm ô nhiễm tánh của hư không. Giả sử tánh của hư không bị nhiễm ô thì không thể thanh tịnh trở lại, do hư không thực sự không bị nhiễm ô, cho nên thấy thanh tịnh trở lại. Tâm của hàng phàm phu cũng vậy, tuy nhớ nghĩ sai lầm, phát sinh phiền não, nhưng tánh của tâm thì không hề ô nhiễm. Giả sử tánh của tâm bị cấu uế thì cũng không thể trở lại thanh tịnh, do tánh của tâm thực sự không có cấu nhiễm, nên thường sáng tỏ, thanh tịnh, vì thế tâm được giải thoát. Này Bồ Tát Đẳng Hạnh, đó gọi là hội nhập pháp tam muội tịnh minh. Hai vị Bồ Tát kia nghe giảng nói về tam muội ấy, ở trong các pháp liền dẫn đắc ánh sáng của pháp không thể nghĩ bàn. Bây giờ Bồ Tát Vô Tận ấy bạch Phật Phổ Quang: Bạch Thế Tôn, chúng con đã lãnh hội pháp tam muội tịnh minh, thế nên hành trì thế nào để được hành pháp môn này? Đức Phật bảo Bồ Tát Vô Tận ý: Này Bồ Tát, các vị phải nên thực hành hai việc, hoặc thuyết pháp, hoặc im lặng như bậc thánh. Khi ấy hai vị Bồ Tát nhận lãnh lời dạy của Đức Phật, đặt mặt đánh lễ nơi chân Phật như quanh ba vòng rồi lui ra đến một khu rừng, tự dùng thần lực hóa thành lầu báu, hóa thành tòa lầu báu ở trong đó mà tu hành. Bây giờ có Phạm Thiên tên Diệu Quang cùng 72.000 Phạm Thiên đi đến khu rừng ấy, cung kính đảnh lễ hai vị Bồ Tát, thưa hỏi: Thưa hai vị đại sĩ, Đức Phật Phổ Quang đã dạy chư tỳ kheo nhóm họp nên làm hai việc, hoặc thuyết pháp, hoặc im lặng như bậc thánh. Thưa Bồ Tát, thế nào là thuyết pháp, thế nào là im lặng như bậc thánh? Hai vị Bồ Tát nói: Này các ông hãy lắng nghe, chúng tôi sẽ nói một phần nhỏ, do có Đức Như Lai mới thông đạt hết thảy. Lúc này hai vị Bồ Tát dùng nghĩa của hai câu về các phạm chúng mà phân biệt, thuyết giảng, gái 72.000 phạm chúng, đều chứng đắc pháp nhẫn vô sinh, phạm thiên diệu quang, chứng đắc tam muội phổ quang minh. Hai vị Bồ Tát đó ở trong 76.000 năm, dùng diệu lực của biện tài vô ngại giải đáp những câu hỏi của những phạm chúng kia mà chẳng hề biến trễ, chẳng dừng nghỉ phân biệt về nghĩa lý của hai câu, cùng nhau hỏi đáp không cùng tận. Lúc đó Đức Phật Phổ Quang ở trong hư không nói như vậy: Này Bồ Tát, cho đối với văn tự ngôn thuyết mà khởi lên sự tranh luận, phàm các lời nói đều là không như tiếng vang, sự hỏi đáp này cũng như vậy, hai vị đều đạt được biện tài vô ngại và đà la ni vô tận. Nếu ở trong một kiếp hoặc trăm kiếp và nói về hai câu này thì biện luận cũng không thể hết. Này hai vị, pháp của Phật là nghĩa bậc nhất, là tướng vắng lặng, trong đó không có văn tự, chẳng thể thuyết giảng, những ngôn thuyết đều không có ý nghĩa lợi ích, cho nên phải thuận theo diệu nghĩa ấy, chớ nên chấp theo văn tự. Hai vị Bồ Tát nghe Đức Phật dạy rồi đều im lặng thọ nhận. Đức Phật bảo Bồ Tát Đẳng Hạnh: Vì vậy nên biết, nếu Bồ Tát dùng biện tài để thuyết pháp thì trăm ngàn vạn kiếp hoặc hơn trăm ngàn vạn kiếp cũng chẳng thể cùng tận. Là bảo Bồ Tát Đẳng Hạnh: Ý ông thế nào? Hai vị Bồ Tát ở thời ấy là người khác lạ chăng? Chớ, ông chớ suy nghĩ như thế. Bồ Tát Vô Tận ý nên là Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, Bồ Tát Ích ý nên là, nên chính là ông đó. Còn Phạm Thiên Diệu Quang nay là Phạm Thiên Tư Ích. Phẩm chính lực hạnh. Bây giờ Bồ Tát Đẳng Hạnh bạch Phật, bạch Thế Tôn: Thật là điều chưa từng có. Chư Phật Bồ Tát là những bậc đã tạo lợi ích lớn, khi chúng sinh thực hành tinh tấn thì như chỗ thuyết giảng. Bạch Thế Tôn, đối với người biến nhát thì không thể thực hành đúng như chỗ thuyết giảng, nên tuy gặp được trăm ngàn vạn Đức Phật cũng không thể thực hiện được, nên biết từ sự siêng năng tinh tấn mới đạt đến giác ngộ giải thoát.
Khi ấy Bồ Tát Văn Tù Xá Lợi nói với Bồ Tát Đẳng Hạnh: Này Bồ Tát, ông biết Bồ Tát thực hành thế nào mới gọi là siêng năng tinh tấn? Bồ Tát Đẳng Hạnh đáp: Nếu Bồ Tát có thể chứng đắc thánh đạo thì gọi là siêng năng tinh tấn. Bồ Tát Văn Tù Xá Lợi lại hỏi: Thực hành như thế nào thì có thể chứng đắc thánh đạo? Bồ Tát Đẳng Hạnh đáp: Nếu đối với các pháp mà không có sự phân biệt, hành giả thực hành như vậy thì có thể đạt được thánh đạo. Bồ Tát Văn Thù Xá Lợi lại hỏi: Thế nào gọi là đạt được thánh đạo? Bồ Tát Đẳng Hạnh đáp: Nếu hành giả ở trong bình đẳng ấy, bình đẳng, thấy các pháp bình đẳng, đó gọi là chứng đắc thánh đạo. Lại hỏi: Bình đẳng có thể thấy được sao? Bồ Tát Đẳng Hạnh đáp: Chẳng thấy. Vì sao? Vì nếu bình đẳng có thể thấy được thì chẳng phải là bình đẳng. Phạm Thiên Tư Ích nói với Bồ Tát Văn Thù Xá Lợi: Nếu hành giả ở trong bình đẳng chẳng thấy các pháp, thì đó gọi là chứng đắc thánh đạo. Bồ Tát Văn Thù Xá Lợi hỏi: Vì sao chẳng thấy? Phạm Thiên Tư Ích đáp: Xa lìa hai tướng nên chẳng thấy. Chẳng thấy tức là chánh kiến. Bồ Tát Văn Thù Xá Lợi hỏi: Ai có thể đạt được chánh kiến về thế gian? Phạm Thiên đáp: Người không hủy hoại tướng thế gian. Bồ Tát Văn Thù Xá Lợi hỏi: Thế nào là không hủy hoại tướng thế gian? Phạm Thiên đáp: Như của sắc không riêng, không khác. Như của thọ tưởng hành thức cũng không riêng, không khác. Nếu hành giả thấy năm ấm bình đẳng với tướng như, thì gọi là chánh kiến về thế gian. Bồ Tát Văn Thù Xá Lợi hỏi: Những gì là tướng thế gian? Phạm Thiên đáp: Diệt tận là tướng thế gian. Bồ Tát Văn Thù Xá Lợi hỏi: Tướng diệt tận có thể tận chăng? Phạm Thiên đáp: Tướng diệt tận ấy không thể tận. Bồ Tát Văn Thù Xá Lợi hỏi: Vì sao nói tướng thế gian là tướng diệt tận? Phạm Thiên đáp: Tướng diệt tận hoàn toàn của thế gian là tướng không thể cùng tận. Vì sao? Vì đã diệt tận rồi thì chẳng còn tận nữa. Bồ Tát Văn Thù Xá Lợi hỏi: Đức Phật chẳng phải đã thuyết giảng tất cả pháp hữu vi là tướng diệt tận sao? Phạm Thiên đáp: Thế gian là tướng diệt tận mà hoàn toàn không thể diệt tận, cho nên Đức Phật giảng thuyết tất cả pháp hữu vi là tướng diệt tận. Bồ Tát Văn Thù Xá Lợi hỏi: Thế nào gọi là pháp hữu vi? Phạm Thiên đáp: Do tướng diệt tận nên gọi là pháp hữu vi. Bồ Tát Văn Thù Xá Lợi hỏi: Pháp hữu vi trú ở chỗ nào? Phạm Thiên đáp: Trú trong tánh vô vi. Bồ Tát Văn Thù Xá Lợi hỏi: Pháp hữu vi và pháp vô vi có gì sai khác? Phạm Thiên đáp: Văn tự ngôn thuyết của pháp hữu vi và pháp vô vi thì có sự sai khác. Vì sao? Vì do văn tự ngôn thuyết nêu lên đây là hữu vi, đây là vô vi. Nếu xét về thực tướng của pháp hữu vi và vô vi thì không có sự khác nhau, do thực tướng không sai biệt. Bồ Tát Văn Thù Xá Lợi hỏi: Những gì là nghĩa thật tướng của các pháp? Phạm Thiên đáp: Tất cả các pháp bình đẳng không có sự khác biệt, đó là nghĩa thật tướng của các pháp. Bồ Tát Văn Thù Xá Lợi hỏi: Những gì là nghĩa? Phạm Thiên đáp: Dùng văn tự để thuyết giảng khiến cho mọi người được hiểu rõ, nó gọi là nghĩa. Vì sao? Vì nghĩa của thật tướng thì không giống như văn tự được nói ra. Tuy chư Phật dùng văn tự để có ngôn thuyết, nhưng đối với nghĩa của thật tướng thì không có tăng giảm. Thưa Bồ Tát Văn Thù Xá Lợi, tất cả ngôn thuyết đều chẳng phải là ngôn thuyết, cho nên lời nói của Đức Phật gọi là không thể nêu bày. Chư Phật không thể dùng tướng của lời nói để thuyết giảng. Bồ Tát Văn Thù Xá Lợi hỏi: Làm sao diễn tả được thật tướng của Đức Phật? Phạm Thiên đáp: Chư Phật Như Lai không thể dùng sắc thân để nói về tướng, không thể dùng 32 tướng để thuyết giảng về tướng, không thể dùng các pháp công đức để nói về tướng. Bồ Tát Văn Thù Xá Lợi hỏi: Chư Phật có thể lìa 32 tướng của sắc thân và các pháp công đức để nói về tướng được chăng? Phạm Thiên đáp: Không thể. Vì sao? Vì sắc thân là như, 32 tướng là như, các pháp công đức là như. Chư Phật là không, là như, cũng chẳng phải lìa như. Như vậy có thể nói về thật tướng của Phật mà không làm mất như. Bồ Tát Văn Thù Xá Lợi hỏi: Chư Phật Thế Tôn, chứng được những pháp gì mà có danh hiệu là Phật? Phạm Thiên đáp: Chư Phật Thế Tôn thông suốt tánh tướng của các pháp là như, nên gọi là Như Lai chánh biến tri. Phẩm ơi chứ Đại Thừa,
Khi ấy Bồ Tát đẳng hạnh thưa Phật, Bạch Thế Tôn, thế nào là Bồ Tát phát nguyện và thực hành về Đại Thừa? Đức Thế Tôn dùng kệ đáp, Bồ Tát không hoại sắc, thực hành tâm Bồ Đề, biết sắc và là Bồ Đề, gọi là hành Bồ Đề, biết sắc là Bồ Đề, đều hội nhập tướng như, chẳng hoại tánh các pháp gọi là hành Bồ Đề, chẳng hoại tánh các pháp tức là nghĩa Bồ Đề, trong nghĩa Bồ Đề ấy cũng không có Bồ Đề. Chánh hành nghĩa đệ nhất gọi là hành Bồ Đề. Đối với ấm giới nhập, người ngu cầu Bồ Đề, ấm giới nhập tức là lìa chúng không Bồ Đề. Nếu có các Bồ Tát đối pháp thượng trung hạ, không chấp cũng không xả, gọi là hành Bồ Đề. Chánh pháp và phi pháp chẳng phân biệt làm hai, cũng không chấp chẳng hai, gọi là hành Bồ Đề. Nếu hai tức hữu vi, chẳng hai là vô vi, lìa hai kiến chấp ấy, gọi là hành Bồ Đề. Bậc đó hơn phàm phu, chẳng hội nhập pháp vị, chưa chứng quả bậc thánh, là ruộng phước thế gian, thực hành pháp thế gian, trong đó như hoa sen, tuân tu đạo vô thượng, gọi là hành Bồ Đề. Nếu hành của thế gian đều ở trong đó hành, thế gian chỗ tham đắm, trong đó được giải thoát, Bồ Tát không lo sợ, chẳng chìm vực sinh tử, không mệt mỏi, không lo, mà hành đạo Bồ Đề. Vị ấy khéo giỏi biết, tướng chân thật tánh pháp, nên chẳng còn phân biệt, chánh pháp hay phi pháp. Khi hành đạo Thế Tôn, không có pháp lìa bỏ, pháp được thọ cũng không, đó là tướng Bồ Đề. Tất cả pháp vô tướng, giống như là hư không, hoàn toàn không khởi niệm, tướng ấy chính là tướng. Biết nẻo hành thế gian, thông suốt lực phương tiện, hay đầy đủ tất cả sở nguyện của chúng sinh, thường trụ nơi bình đẳng, hộ trì chánh pháp Phật, tất cả không khởi niệm, đó là pháp Như Lai, hoặc có Phật không Phật, pháp đó thường trụ thế. Thông suốt các tướng này, gọi là hộ trì pháp, thật tướng của các pháp, hiểu rõ được nghĩa ấy, an trú ở trong đó, mà vì người thuyết giảng, thực hành pháp sâu xa, mà không thể quấy nhiễu, vì ấy đối với pháp, không còn bị lệ thuộc, cầu đạt trí tuệ Phật, không chấp vào mong cầu, tuệ ấy nơi mười phương, cầu không thể nắm bắt, trí tuệ Phật vô ngại, không chấp pháp phi pháp, nếu không chấp vào đó, thì thành tựu Phật đạo. Những người tất làm thiện, bố thí thành cao quý, bỏ hết mọi sở hữu, mà tâm không lay động, các pháp không thể bỏ, cũng không thể nắm giữ, tất cả pháp thế gian, vốn không thể nắm bắt, hiểu rõ tất cả pháp, chẳng trí, chẳng bỏ tướng, gọi là đại thí chủ, không chấp vào các pháp, là các hàng Bồ Tát, không chấp ngã, ngã sở. Nên khi hành bố thí, tâm không sinh luyến tiếc, bố thí các sở hữu đều hồi hướng Phật đạo, bố thí và Bồ Đề không trú nơi hai tướng, không sinh cũng không diệt, thường trú ở trong ấy, cũng không khởi các niệm, ta an trú trì giới, người trú biết tướng giới, không sinh không tạo tác. Đó là giới thanh tịnh, giống như là hư không, thân như ảnh trong gương, là nói như tiếng vang, tâm thì như huyện hóa, chẳng vì giới cao ngạo, tâm ấy thường uyển chuyển, an trú tánh vắng lặng, diệt trừ tất cả ác. Thông suốt các pháp thiện, trì giới và phá giới không chấp vào hai tướng, do như vậy thấy pháp tánh, thì trì giới vô lậu, đã đến bờ nhẫn nhục nhận tất cả việc ác, đối với các loài chúng sinh, tâm này thường bình đẳng. Các pháp niệm niệm diệt, tánh ấy thường chẳng trụ, trong đó không nhục mạ, cũng không có cung kính. Nếu thân bị cắt xẻ, tâm ấy không hề động, biết tâm không ở trong, cũng không ở bên ngoài. Oán thân và đau gậy, đều từ bốn đại khởi, nơi đất, nước, gió, lửa, chưa từng có thương tổn. Thông suốt các việc này, thường hành pháp nhẫn nhục, Bồ Tát hành như vậy, chúng sinh chẳng sánh kịp. Dũng mãnh siêng tinh tấn, trú vẫn pháp đại thừa, bậc này thân và tâm, không có chỗ nương tựa, thì biết gốc sinh tử, cõi này không thể đạt vì tất cả chúng sinh, trang nghiêm thệ nguyện lớn. Pháp không quyết định sinh, làm sao có tướng diệt, bản tế không nắm bắt, vì điên đảo nên khuyết. Tánh pháp không thể bàn, thường ở trong thế gian, nếu biết được như vậy, không sinh cũng không diệt. Bồ Tát nghĩ chúng sinh, không hiểu rõ pháp tướng, vì họ nên tinh tấn, khiến xa lìa điên đảo. Chư Phật thường chẳng vướng,
tướng quyết định chúng sinh, ma tà nguyện rộng lớn, quán xét lực tinh tấn, tư duy tất cả pháp, biết hết thảy đều huyễn, chẳng phải tướng kiên cố, quán tưởng như hư không, phân biệt từ hư vọng, tham đắm khổ não sinh, vì đó mở bài pháp, khiến được vào niết bàn. Vì họ hành tinh tấn, không hủy hoại các pháp, lìa pháp và vi pháp, hành tinh tấn chân chánh, xa lìa những hạnh đó, hiểu rõ định không tranh, một mình nơi thanh vắng, thường sợ trốn sinh tử, thích sống nơi vắng lặng. Như tê giác một sơn, tự tại nơi thiền định, hiểu rõ các thần thông, tâm thường trú bình đẳng, trụ ở nơi tịch tịnh, oai nghi không biến đổi, thường vui trong thiền định, tinh hiểu pháp thường định và vô lậu niết bàn, tâm này được giải thoát, nên gọi bậc thường định. Từ trú pháp bình đẳng, từ đáy dẫn chúng sinh, không trái hạnh bình đẳng, nên gọi bậc thường định. Ý chí thường vững chắc, không quên tâm bồ đề, cũng giáo hóa chúng sinh, nên gọi bậc thường định. Luôn nhớ nghĩ chư Phật, thân pháp tánh chân thật, xa lìa tướng sắc thân, nên gọi bậc thường định. Thường tu niệm nơi pháp, như thật tướng các pháp, cũng không có nhớ nghĩ, nên gọi bậc thường định. Thường tu niệm với tăng, tăng tức là vô phi, lìa số và phi số, thường hộ nhập định này, đều thấy Phật mười phương, tất cả loài chúng sinh. Mà mắt đối với sắc, trọn không sinh hai tướng. Pháp chư Phật đã thuyết, tất cả đều lãnh thọ, mà tai đối với thanh, cũng không sinh hai tướng. Trong thiền định nhất tâm, biết tâm các chúng sinh, tâm mình và tâm người, cả hai chẳng phân biệt. Nhớ nghĩ đời quá khứ, như hằng hà sa kiếp, trước kia và sau này, cũng không có phân biệt. Đi khắp vô lượng cõi, thì hiện sức thần thông, mà ở trong thân tâm, không có tưởng nhàm chán, phân biệt rõ các pháp, thuyết biện tài vô tận, trong vô lượng số kiếp, tánh tướng pháp mở bày. Trí tuệ đến bờ kia, khéo hiểu ấm giới nhập, thường thuyết cho chúng sinh, không chấp không hí luận. Khéo biết pháp nhân chuyên, xa lừa tiếng nhị biên, biết là nhân phiền não, còn biết nhân thanh tịnh. Tin hiểu pháp nhân chuyên thì không có tà kiến. Pháp đều thuộc nhân chuyên, không có gốc quyết định. Kiến chấp ngã và Phật, kiến chấp không sinh tử, kiến chấp về niết bàn, kiến chấp đều không đúng. Ánh sáng trí vô lượng, rõ thật tướng các pháp, không tối không chướng ngại, là hành đạo bồ đề. Thừa này gọi đại thừa, thừa chẳng thể nghĩ bàn, đều dung nạp chúng sinh, nên dung lượng vô tận. Ở trong tất cả thừa, thừa này là bậc nhất. Như vậy đại thừa ấy sinh ra các thừa khác có hạn lượng, không dung nạp tất cả, chỉ thừa vô thượng ấy mới độ hết chúng sinh. Nếu hành đại thừa này, vô lượng như hư không, thì tất cả chúng sinh không có tâm keo kiệt, hư không không giới hạn, cũng không có hình sắc. Đại thừa cũng như vậy, giới hạn, chẳng giới hạn ngăn ngại. Nếu tất cả chúng sinh đường nơi đại thừa ấy, nên xem tướng thừa đó, chỗ bao dung rộng lớn. Vô lượng vô số kiếp, nếu công đức đại thừa và người nương thừa đó cũng không thể cùng tận. Nếu người nghe kinh này cho đến giữ một kệ, vĩnh viễn thoát các nạn, đặt đến chốn an ổn. Người kính niệm kinh này, sau khi bỏ thân mạng, không đọa vào đường ác, thường sinh trong trời người. Ở đời ác về sau, nếu người nghe kinh ấy, Như Lai sẽ thọ ký, rốt ráo thành Phật đạo. Người thọ trì kinh này, Phật pháp ở người đó. Người ấy trụ pháp Phật, có thể chuyển pháp luân. Người thọ trì kinh này, chuyển đổi vô lượng kiếp, lưu chuyển trong sinh tử, được gần gũi Phật đạo. Người thọ trì kinh này, đạt trí tuệ tinh tấn, gọi là đại dũng mãnh, phá trừ các quân ma. Ta thời Phật Như Đăng, trụ nhẫn được thọ ký. Nếu người thích kinh này, ta thọ ký cũng vậy. Người sau đời Thế Tôn, hay giảng rõ kinh này, Phật tuy không trụ thế, có thể làm Phật sự. Khi Đức Phật nói kệ này, có 5.000 thiên tử để phát tâm cầu đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, 2.000 Bồ Tát đạt được pháp nhẫn vô sinh, 10.000 tỳ kheo thông tỏ các pháp, chức sạch các lậu, tâm được giải thoát, 32.000 người xa liệt mọi cấu uế phiền não, ở trong các pháp chứng đắc pháp nhãn thanh tịnh.
phẩm 11. Hành đạo. Bây giờ Pháp Vương Tử Bồ Tát Văn Thù Xá Lợi bạch Phật. Bạch Thế Tôn, nếu dù con hiểu về nghĩa lý mà Đức Phật đã giảng thuyết, nếu có người phát nguyện Bồ Đề thì đó là tà nguyện. Vì sao? Vì mọi pháp có chủ thủ đắc thể đều là tà vậy. Nếu người nào cho là đạt được Bồ Đề mà phát nguyện thì mọi nơi thực hành của người ấy đều xem là tà vậy. Vì sao? Vì Bồ Đề không ở trong cõi dục, không trụ ở cõi sắc, cũng không an trú ở cõi vô sắc. Do Bồ Đề không có trú xứ nên không phát nguyện. Bạch Thế Tôn, ví như có người nguyện được hư không thì có đạt được hư không chăng? Đức Phật bảo không được. Bạch Thế Tôn, Bồ Tát cũng vậy, phát nguyện về Bồ Đề thì tướng đồng như hư không, tức là phát nguyện như hư không. Bồ Đề vượt khỏi ba cõi, chẳng phải là tướng thọ nhận, nên không thể phát nguyện. Nếu Bồ Tát giấy khởi hai tướng mà phát tâm Bồ Đề, phải cho rằng sanh tử khác với Bồ Đề, tà kiến khác với Bồ Đề, niết bàn khác với Bồ Đề, đó là chẳng thực hành đạo Bồ Đề. Bây giờ Phạm Thiên Tử Ích nói với Bồ Tát Văn Thù Xá Lợi. Bồ Tát thực hành như thế nào mới gọi là hành Bồ Đề? Bồ Tát Văn Thù Xá Lợi đáp, nếu Bồ Tát thực hành tất cả pháp mà đối với các pháp không có chỗ thực hành, thì gọi là thực hành hạnh Bồ Đề. Vì sao? Vì đã khỏi tất cả nẻo hành thì gọi là thực hành Bồ Đề. Phạm Thiên lại hỏi, thế nào là ra tất khỏi tất cả nẻo hành là hành Bồ Đề? Bồ Tát Văn Thù Xá Lợi đáp, ra đời các tướng của duyên nơi mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý thì gọi là ra khỏi tất cả nẻo hành. Lại hỏi, ra khỏi có nghĩa thế nào? Bồ Tát Văn Thù Xá Lợi đáp, không ra khỏi bình đẳng. Vì sao? Về tất cả pháp bình đẳng, tức là Bồ Đề. Phạm Thiên hỏi, thế nào là phát nguyện Bồ Đề? Bồ Tát Văn Thù Xá Lợi đáp, phải như Bồ Đề. Lại hỏi, thế nào là Bồ Đề? Bồ Tát Văn Thù Xá Lợi đáp, Bồ Đề chẳng phải là quá khứ, chẳng phải là vị lai, chẳng phải là hiện tại. Vì vậy Bồ Tát nên dùng tâm thanh tịnh nơi ba thừa để phát nguyện Bồ Đề. Này Phạm Thiên, như pháp quá khứ, hiện tại, vị lai từ xưa đến nay thường chẳng sinh, do không sinh nên không thể đưa bày. Phát nguyện như vậy mà không có đối tượng được phát nguyện là phát tất cả nguyện. Vì sao? Về thực hành đạo như vậy nên chứng đắc nhất thiết chủng trí. Phạm Thiên hỏi, thế nào gọi là nhất thiết chủng trí? Bồ Tát Văn Thù Xá Lợi đáp, vì biết tất cả trí tuệ chân thật nên gọi là nhất thiết chủng trí. Lại hỏi, những gì là trí tuệ chân thật? Bồ Tát Văn Thù Xá Lợi nói, tướng không biến đổi như tướng không biến đổi của chúng sinh, trí tuệ chân thật cũng không có tướng biến đổi. Phạm Thiên hỏi, thế nào là tướng của chúng sinh? Bồ Tát Văn Thù Xá Lợi đáp, xa lìa hoàn toàn văn tự giả danh là tướng của chúng sinh. Tướng như vậy tức là không biến đổi. Nếu cho chúng sinh khác với Bồ Đề thì đó là biến đổi. Như tướng của Bồ Đề, tướng của chúng sinh cũng vậy. Cho nên không biến đổi. Bồ Đề không thể dùng đạo khác mà chứng đắc. Chỉ do sự bình đẳng của ngã nên Bồ Đề bình đẳng, tánh chúng sinh bình đẳng vô ngã, như vậy nên có thể chứng đắc Bồ Đề. Vì thế Bồ Đề không biến đổi. Vì sao? Vì như hư không chẳng có tướng biến đổi nên tướng của tất cả các pháp cũng không biến đổi. Bây giờ Phạm Thiên Tử Ích nói với Bồ Tát Văn Thù Xá Lợi, lời nói chân thật của Như Lai có thể giảng thuyết về pháp như vậy chăng? Bồ Tát Văn Thù Xá Lợi nói, Như Lai đối với các pháp không có đối tượng được giảng thuyết. Vì sao? Vì Như Lai hãy còn không thủ đắc các pháp, huống gì là thuyết pháp. Phạm Thiên Tử Ích nói, Như Lai đã chẳng giảng nói các pháp là thế gian, là xuất thế gian, là hữu vi, là vô vi sao? Bồ Tát Văn Thù Xá Lợi hỏi, ý ông thế nào, hư không ấy có thể đưa bày, có thể phân biệt được chăng? Phạm Thiên Tử Ích đáp, chẳng được. Bồ Tát Văn Thù Xá Lợi hỏi, nay nói về danh tự của hư không, do nói về nó nên có sinh, có diệt sao? Phạm Thiên Tử Ích đáp, chẳng phải vậy. Bồ Tát Văn Thù Xá Lợi nói, Như Lai thuyết pháp cũng thế, chẳng do sự thuyết giảng mà các pháp có sinh, có diệt. Thuyết pháp như thế là không thể thuyết giảng về tướng. Cũng do pháp này có chỗ chỉ dạy là không có đối tượng được chỉ dạy. Vì sao? Vì như thuyết giảng về pháp tánh, không thuyết giảng về pháp tánh cũng là như vậy. Cho nên giảng thuyết tất cả pháp an trú nơi như, mà như đó cũng không chỗ trú.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh Tết Phạm Thiên Sở Vấn quyển 4, phẩm 12, xưng tán. Bây giờ, Đức Thích Phạm Vương, Tứ Thiên Vương đều ở trong chúng hội. Lợi dụng hoa trời tung đại lên chỗ Đức Phật và thưa Bạch Thế Tôn. Nếu các thiện nam thiện nữ nghe Bồ Tát Văn Thù Xá Lợi thuyết giảng pháp như thế mà tin hiểu, thì nên biết người đó có thể phá trừ được các thứ ma oán. Vì sao? Vì sự thuyết pháp của Bồ Tát Văn Thù Xá Lợi. Hôm nay có thể trừ hết thảy những vọng tưởng tà kiến. Bạch Thế Tôn, nếu có thiện nam thiện nữ nghe pháp này mà không sợ hãi, nên biết người đó chẳng phải từ công đức nhỏ mà đạt được. Nếu những nơi chốn có kinh này thì nên biết các chỗ ấy luôn có chư Phật hộ niệm và thọ dụng. Nếu nơi nào đang nghe kinh này thì nên biết đó cũng là nơi đang chuyển pháp luân, những xóm làng, thôn ấp, núi rừng, đồng trống, chùa tháp, tăng phường, nơi kinh hành, vân vân. Nơi nào có cất giữ kinh này thì các thứ ma, hàng ngoại đạo, những người tham chấp không thể phá hoại, nhiễu loạn. Bạch Thế Tôn, nếu người ở quá khứ đã từng cúng dường nhiều chư Phật thì mới có thể lãnh hội được kinh này. Bạch Thế Tôn, chúng con chính nhờ nơi như kinh này mà đạt được ánh sáng trí tuệ, nhưng không thể đền đáp ân đức của Phật, Bồ Tát Văn Thù Xá Lợi và Phạm Thiên Thứ Ích. Bạch Thế Tôn, chúng con được nghe từ kinh này, nên đối với các vị Pháp Sư luôn xin tưởng niệm về Đức Thế Tôn. Chúng con thường theo hầu người giảng thuyết kinh đó. Bậc ấy thường được ủng hộ của chư thiên. Nếu có người biên chép kinh ấy thành sách, thì khi đọc tụng giảng thuyết sẽ có vô lượng chư thiên vì nghe pháp nên đến chỗ người ấy. Phẩm 13. Ca ngợi công đức. Bây giờ Đức Thế Tôn khen ngợi Đế Thích Phạm Vương, Tổ Tiên Vương và đại chúng, lành tay như là các ông nói. Nếu trong tam thiên đại thiên thế giới đầy các thứ châu báu, chọn là một phần. Công đức của người nghe kênh này đạt được chọn là một phần, thì phước đức của người nghe kênh này hơn hẳn phước đức kia. Ghé qua phần vừa nêu ấy, nếu ở trong hàng hà sa số thế giới khắp mười phương cũng đầy các thứ châu báu, thì công đức đạt được của người được nghe được kênh này vẫn hơn hẳn phước đức kia. Này các thiện nam, nếu người muốn được nhiều công đức thì nên lãnh hội kênh này. Nếu muốn có được sắc thân đoan nghiêm, của cải giàu có, nhiều kiến thuộc tự tại, đầy đủ mọi sự an lạc của hàng trời người, tiếng khen, học rộng, nhớ nhiều, chánh hạnh, kiên cố oai nghi, ba học giới định tuệ thông suốt các kinh sách, muốn có được các bậc thiện tri thức, muốn đạt được ba mình, sáu thông, tất cả pháp thiện, muốn đạt được đạo quả, do thượng chánh đẳng chánh giác, muốn đem lại an vui cho tất cả chúng sinh, muốn niết bàn thì phải lên lãnh hội, thọ trì, đọc tụng kinh này theo đúng như pháp mà tu tập, giảng thuyết cho mọi người. Này thiện nam, nếu người thực hành kinh này, Như Lai tất thấy người đó đạt được đầy đủ những diệu lạc như vậy. Này các thiện nam, nay ta nói rõ cho chư vị biết, nếu người nào được nghe kinh này hoặc từ nơi các bậc hòa thượng A Sa Lê, thì ta không thấy có vật dụng cúng dường nào của thế gian có thể báo đáp ân đức của những vị đó được. Pháp ấy là vượt khỏi thế gian, nên sự cúng dường của thế gian không thể báo đáp đủ. Pháp đó vượt qua thế gian, nên những tài vật của thế gian không thể báo đáp được. Pháp ấy là không cấu nhiễm, nên các vật ô nhiễm không thể đền đáp được. Nên các tiền nam, pháp đó thì không gì có thể báo đáp được. Nhưng có một việc là đúng như lời dạy mà tu tập, hoặc người ở trong pháp ấy có theo đúng như lời dạy mà tu hành, thì đó gọi là báo đáp ân đức của Thầy, cũng là cung kính đối với Thầy, là sự báo ân hoàn toàn thanh tịnh. Đó gọi là người xứng đáng nhận các vật cúng dường nơi tánh thí. Đó gọi là thuận theo lời nói của Như Lai, tùy thuận sự chỉ dạy của Như Lai, gọi là vượt qua các dòng sinh tử, gọi là thoát khỏi các đường nguy hiểm, gọi là dựng lập ngọn cờ pháp thù thắng, gọi là phá tan quân địch,
gọi là sư tượng Chúa vì không còn lo sợ, gọi là bậc tượng vương vì tâm luôn hoài diệu, gọi là ngu vương vì các luận sư ngoại đạo không thể hủy hoại được, gọi là bậc y vương vì có khả năng chữa trị các bệnh của chúng sinh, gọi là bậc không còn sợ hãi vì có thể giảng thuyết pháp thâm diệu, gọi là bậc đầy đủ hạnh sẽ vì sẽ bỏ các thứ phiền não, gọi là bậc trì giới thanh tịnh vì thành tựu trọn vẹn các pháp thiện, gọi là bậc nhẫn nhục lớn vì xa lìa ngã và ngã sở, gọi là bậc đạt được năng lực đại tinh tấn vì trong vô lượng kiếp tâm không hề mệt mỏi, gọi là bậc đầy đủ thiền định vì thường giữ chánh niệm trú tâm tại một chỗ, gọi là bậc có trí tuệ lớn vì thông hiểu hoàn toàn các câu nghĩa ngôn thuyết, gọi là bậc có đủ công đức lớn vì dùng vô lượng phước đức để trang nghiêm thân tướng, gọi là bậc có ai đức lớn vì có thể che khuất tất cả ánh sáng của mặt trời mặt trăng, gọi là bậc đại lực vì có thể giữ gìn 10 diệu lực của chư Phật, gọi là bậc mây lớn vì có thể làm chấn động với tiếng sấm pháp, gọi là bậc tạo nên mưa lớn vì có thể diệt trừ các thứ phiền não cấu nhiễm, gọi là bậc tạo nên nhà cửa vì có thể đưa đến niết bàn, gọi là bậc cứu giúp lớn vì đã cứu độ mọi sự lo sợ và sinh tử, gọi là ánh sáng của đèn tỏ vì xa lìa mọi nẻo tối tâm của vô minh, gọi là nơi chốn quy về vì là chỗ nương tựa khiến cho các ma sợ hãi, gọi là đạo rốt ráo của chúng sinh, gọi là bậc chứng đắc quả vị vì an toàn nơi đạo tràng, gọi là bậc đã đạt được pháp nhãn, gọi là bậc thấy rõ tánh như của các pháp, gọi là bậc nhận biết tướng của các pháp không, gọi là bậc an trụ nơi đại bi, gọi là bậc an lập đại từ, gọi là bậc không từ bỏ tất cả chúng sinh, gọi là bậc không tu tập theo pháp nhỏ, gọi là bậc hướng đến đại thừa, gọi là bậc trừ bỏ các thứ điên đảo, gọi là bậc đạt được bình đẳng trọn vẹn, gọi là bậc nhập vào pháp vị, gọi là bậc an trú nơi đạo tràng, gọi là bậc diệt trừ các ma, gọi là bậc chuyển pháp luân. Các thiền nam như là nếu dùng một kiếp hoặc chưa được một kiếp để thế dương khen ngợi về công đức của người theo đúng pháp tu tập cũng không thể cùng tận, dù biện tài của Như Lai là vô tận. Phẩm 14. Đẳng hành. Bây giờ trong chúng hội có một vị tiên tử tên là Bất Thoái Chuyển Thư Phật Bạch Thế Tôn. Ngài đã giảng thuyết về tùy pháp hành. Vậy thì ý nghĩa của tùy pháp hành là thế nào? Đức Phật bảo tiên tử, tùy pháp hành là không hành nơi tất cả các pháp. Vì sao? Nếu không hành nơi tất cả các pháp thì không phân biệt là chính hay tà. Hành như vậy thì không hành pháp thiện, không hành pháp bất thiện, không hành pháp hữu lậu, không hành pháp vô lậu, không hành pháp thế gian, không hành pháp xuất thế gian, không hành pháp hữu vi, không hành pháp vô vi, không hành pháp sinh tử, không hành pháp niết bàn. Đó gọi là tùy pháp hành. Nếu giấy khởi tưởng nơi các pháp thì không gọi là tùy pháp hành. Nếu nghĩ rằng ta thực hành pháp này thì đó là hỷ luận, chẳng phải là tùy pháp hành. Nếu không lãnh thọ nơi tất cả pháp, tức là tùy pháp hành. Đối với hết thảy các pháp không nhớ nghĩ, không phân biệt, không có đối tượng để hành, đó gọi là tùy pháp hành. Tương tự Bất Thoái Chuyển Thư Phật Bạch Thế Tôn, nếu người có thể hành theo tùy pháp hành như thế, thì người đó hoàn toàn không rơi vào hành tà vậy. Vì sao? Vì người hành chân chánh gọi là hoàn toàn rốt ráo. Người trú ở tà đạo thì không theo tùy pháp hành. Người ăn trú vào chánh đạo thì hành theo tà pháp hành. Người ăn trú vào chánh đạo thì hành theo tùy pháp hành. Bạch Thế Tôn, người hành chánh hạnh thì không có pháp tà. Vì sao? Vì các pháp đều bình đẳng, không có sai khác. Lúc này Phạm Thiên Tử Ích nói với Thiên Tử Bất Thoái Chuyển, nhân giả đang hành theo pháp tùy pháp hành ấy chăng? Thiên Tử Bất Thoái Chuyển đáp, nếu trong pháp của Thế Tôn giảng nói có hai tướng thì tôi sẽ hành theo tùy pháp hành. Nay giờ không có hai tướng, tức là tùy pháp hành, nên trong ấy người hành và pháp được thực hành đều không thể tu đắc. Thưa Phạm Thiên, tôi dùng pháp bất nhị để hành theo tùy pháp hành, xa liệt các phân biệt, nên đúng như các pháp mà hành, đó gọi là tùy pháp hành. Phạm Thiên Tử Ích hỏi, nhân giả chưa từng thấy cõi Phật này sao? Thiên Tử đáp, cõi Phật này cũng chưa từng thấy tôi. Phạm Thiên Tử Ích nói, cõi Phật này không thể tư duy,
phân biệt về thấy và chẳng thấy. Thiên tự nói, tôi cũng chẳng tự tư duy, phân biệt là đã từng ở trong cõi Phật, để thấy và chẳng thấy. Phạm Thiên Tư Ích hỏi, người nào chưa từng thấy mà có thể thấy? Thiên tự đáp, tất cả phàm phu chưa từng thấy pháp vị của Bậc Thánh. Nếu người nào có thể hội nhập vào đó, thì trước kia chưa từng thấy, nay sẽ thấy được. Nhưng tướng của pháp vị đó chẳng phải là mắt có thể thấy, chẳng phải là tai, mũi, lưỡi, thân ý có thể biết được. Chúng chỉ ứng hợp với tướng như của nhận thức. Tướng như của nhận thức cho đến tướng như của nhị của ý thức. Tướng như của pháp vị cũng như vậy. Nếu người có thể nhận thấy như thế, thì gọi là chánh kiến. Phẩm 15. Thật ký thiên tử bất thoái chuyển. Bây giờ Thích Đại Hòa Nhân thưa Phật, Bà Thế Tôn, ví như vị khách buôn đến vùng đất chứa đầy châu báu, thì chỗ thấy của người đó đều là Phật báu. Người đã thành tựu công đức không thể nghĩ bàn như vậy, thì những điều ưa thích nói ra đều là pháp báu. Những điều ưa thích nói ra đều là thực tế. Những điều ưa thích nói ra đều ở trong các pháp, không còn tâm đắm, không còn chấp ngã và ngã sở. Những điều ưa thích nói ra đều là chân thật, không điên đảo. Những điều ưa thích nói ra về thời quá khứ đều là vắng lặng. Vị lai là không tu đắc và hiện tại thì không thể nhận thấy. Những điều ưa thích nói ra đối với người chẳng tin hiểu, khiến được tin hiểu. Người tin hiểu rồi thì được giải thoát. Những điều ưa thích nói ra phá trừ tăng thượng mạng. Người không còn tăng thượng mạng thì gọi là, thì tự nói là các việc làm đã hoàn tất. Những điều ưa thích nói ra thì các ma không thể quấy phá. Người nghe pháp để vượt khỏi những việc làm của ma. Những điều ưa thích nói ra, người chưa sinh khởi pháp thiện, làm cho sinh khởi. Người đã phát sinh pháp thiện thì làm cho tăng trưởng. Những điều ưa thích nói ra, người đã sinh các phiền não thì khiến đoạn trừ. Nếu người chưa sinh các phiền não thì khiến chẳng sinh. Những điều ưa thích nói ra, người chưa được trang nghiêm, làm cho được đại trang nghiêm. Người đã được đại trang nghiêm thì khiến không còn thoái chuyển. Những điều ưa thích nói ra không đoạn trừ các pháp, mà lại hộ trì pháp của Phật. Bạch Thế Tôn, do đấy những điều ưa thích nói ra có thể hàng phục hết thảy ngoại đạo. Vì sao về tất cả loài giả can không thể ở trước sư tử chúa mà hiện bày thân mình, huống nữa là nghe tiếng gầm của sư tử? Bạch Thế Tôn, tất cả luận sư ngoại đạo không thể chịu nổi tiếng gầm của bậc sư tử vô thượng, cũng giống như thế. Bây giờ thiên tử bất thoái chuyển nói với Thích Đề Hoằng Nhân, thưa Kiều Thi Ca, nhân giả đã nói về tiếng gầm của sư tử, vậy tiếng gầm ấy là thế nào? Kiều Thi Ca đáp, nếu hành giả thuyết pháp không còn tham chấp thì đó gọi là tiếng gầm của sư tử. Nếu hành giả tham chấp về sự thấy biết để thuyết pháp thì đó là tiếng kêu của loài giả can, không phải là tiếng gầm của sư tử, vì đã giấy khỏi các tà kiến. Này thiên tử, nhân giả nên nói lại, vì sao gọi là tiếng gầm của sư tử? Thiên tử đáp, thưa nhân giả, giải thuyết các pháp cho đến đối với Đức Như Lai, hãy còn không tham chấp, huống nữa là các pháp khác. Đó gọi là tiếng gầm của sư tử. Là nữ kiều, này kiều thi ca, đúng như lời giảng nói mà tu tập, gọi là tiếng gầm của sư tử. Quyết định thuyết giảng pháp gọi là tiếng gầm của sư tử. Thuyết pháp không sợ hãi là tiếng gầm của sư tử. Lại nữa thưa nhân giả, nếu hành giả xem các pháp không vì sinh, không vì diệt, không vì xuất để thuyết giảng thì gọi là tiếng gầm của sư tử. Nếu xem các pháp là không uế, không tịnh, không hợp, không tán để thuyết pháp thì gọi là tiếng gầm của sư tử. Lại nữa thưa nhân giả, tiếng gầm của sư tử gọi là quyết định thuyết giảng tất cả pháp là không ngã, không chúng sinh. Tiếng gầm của sư tử là quyết định thuyết giảng các pháp là không. Tiếng gầm của sư tử là giữ gìn các pháp nên có sự thuyết pháp. Tiếng gầm của sư tử là phát nguyện rằng ta sẽ thành Phật để diệt trừ hết mọi khổ não của tất cả chúng sinh. Tiếng gầm của sư tử là ở trong các Phật cần dùng thanh tịnh, luôn ít ham muốn biết đủ. Tiếng gầm của sư tử là thường không rời bỏ trụ sư vắng lặng. Tiếng gầm của sư tử là vị thầy dẫn đường của hành bố thí. Tiếng gầm của sư tử là luôn hành trì giới luật. Tiếng gầm của sư tử là tâm bình đẳng,
không còn kẻ oán người thân. Tiếng gầm của sư tử là luôn hành tinh tấn, không bỏ bản nguyện. Tiếng gầm của sư tử là có thể đoạn trừ các phiền não. Tiếng gầm của sư tử là dùng trí tuệ để khéo nhận biết về các nẻo hành. Khi thuyết giảng pháp nói về tiếng gầm của sư tử, cả tam thiên đại thiên thế giới đều hiện đủ sáu thứ chấn động. Trăm ngàn loại nhạc hay không hòa tấu mà tự vang lên. Ánh sáng lớn ấy chiếu soi khắp cả trời đất. Trăm ngàn chư thiên vô cùng vui mừng thưa: chúng con đã nghe thiên tử Bất Toái chuyển thuyết giảng pháp nói về tiếng gầm của sư tử nơi cõi Diêm Phù Đề, lại thấy chuyển pháp luân lần nữa. Lúc này Đức Phật mỉm cười. Theo pháp thường thì khi chư Phật mỉm cười, tôi có hàng trăm ngàn loại hào quang đủ màu sắc xanh vàng đỏ trắng hồng tía từ nơi kim khẩu phát ra chiếu soi khắp vô lượng vô biên thế giới. Trên thì vượt quá cõi phạm thế, che khuất cả ánh sáng mặt trời mặt trăng, trở lại nhiễu quanh thân Phật ba vòng, rồi thu tướng vào đỉnh đầu. Khi ấy phạm thiên tử ích chắp tay hướng về Phật, dùng kệ tán thán: Bậc tuệ tối thắng độ tất cả, biết rõ hành chúng sinh ba đời, công đức trí tuệ và giải thoát, nguyện sinh thuyết giảng nhân duyên cười. Tệ vật không lường, không ngăn ngại, thanh văn chuyên giác đều đâu sánh kịp, biết tâm chúng sinh tùy thuận nêu. Nguyện đấng tối thượng nói duyên cười, hào quang của Phật tình không quá, chiếu khắp trời người che nhật nguyệt, các núi Tu Di và Tiết Vi. Nguyện đấng vô tỷ nói duyên cười, đại thánh vắng lặng lìa giận dữ, trời người chiêm ngưỡng không nhàm chán, tất cả đều mong được an vui. Nguyện vì phân biệt nhân duyên cười, thông suốt các pháp không vô ngã, thấy bọt nước mây mù mộng huyễn, như tướng hư không trăng đáy nước. Nguyện dùng diệu âm nói duyên cười, lìa tưởng phân biệt các tà kiến, hiểu rõ không vô tướng vô nguyện, thường thích thiền định pháp tịch tỉnh. Nguyện nói duyên phóng quang tịnh này, không chấp nơi văn tự ngôn ngữ, nêu giảng không dựa pháp chúng sinh, chúng sinh đều cho vì mình nói. Nguyện trí thần thông nêu duyên cười, Phật là y vương chữa các bệnh, sức na la diên cứu giúp đời, hướng chốn đèn sáng đạo cứu cánh. Trời người cúng dường nói duyên cười. Đức Phật bảo phạm thiên tử ích, ông thấy thiên tử Bất Thoái chuyển chân. Thưa con đã thấy, này phạm thiên, thiên tử Bất Thoái chuyển ấy từ nay về sau, trải qua 320 vạn A Tăng Kỳ kiếp, sẽ được thành Phật. Hiệu là Tu Di Đăng Vương, gồm đủ 10 tôn hiệu, Như Lai ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thể thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngữ trượng phu, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Thế giới tên là Diệu Hóa, kiếp tên Phạm Tháng, có Phật đó dùng thuần vàng chiếc phù đàn, lưu ly làm đất, chúng tăng hoàn toàn là bậc Bồ Tát, không có các thứ ma oán. Các vật cần dùng ứng hợp với niệm liền hiện ra, thọ mạng của Đức Phật ấy là vô lượng, không thể tính kể. Phạm thiên tử ích nói với thiên tử Bất Thoái chuyển, hôm nay Như Lai đã thọ ký cho nhân giả. Thiên tử đáp, thưa nhân giả, Như cùng với pháp tánh của Như đã được thọ ký, nên việc thọ ký cho tôi cũng là như vậy. Phạm thiên tử ích nói, pháp tánh của Như là không thể thọ ký. Thiên tử đáp, pháp tánh của Như là không thể thọ ký, thì nên biết tất cả Bồ Tát được thọ ký cũng là như thế. Phạm thiên tử ích nói, nếu Như Lai không thọ ký cho nhân giả, thì nhân giả đối với trụ xứ của chư Phật, thời quá khứ đã không trụ nơi phạm hạnh. Thiên tử đáp, nếu không có trụ, không có chỗ trụ, tức là an trụ nơi phạm hạnh. Phạm thiên tử ích hỏi, thế nào là không trụ mà an trụ nơi phạm hạnh? Thiên tử đáp, nếu chẳng trụ nơi cõi dục, không trụ nơi cõi sắc, không trụ nơi cõi vô sắc, thì gọi là an trụ nơi phạm hạnh. Lại nữa thưa Phạm Thiên, nếu hành giả không trụ ở ngã, không trụ ở chúng sinh, không trụ ở thọ mạng, không trụ nơi người, thì gọi là an trụ nơi phạm hạnh. Nói tóm lại, nếu chẳng trụ ở pháp, chẳng trụ ở phi pháp, tức là an trụ nơi phạm hạnh. Phạm Thiên Tử Ích lại hỏi, phạm hạnh có nghĩa thế nào? Thiên Tử đáp, trụ nơi nẻo bất nhị, tức là nghĩa của phạm hạnh. Phạm Thiên lại hỏi, trụ nơi nẻo bất nhị thì trụ ở chỗ nào? Thiên Tử đáp, trụ vào nẻo bất nhị, tức là chẳng trú nơi tất cả các pháp. Vì sao? Vì các thánh hiền đều không có chỗ trụ, cũng không chấp nơi pháp, mà có thể vượt qua các dòng sinh tử. Phạm Thiên Tử Ích hỏi,
Thế nào là tu đạo? Thiên Từ đáp, chẳng chấp vào có, chẳng chấp vào không, cũng không phân biệt đây là có, đây là không. Người tu tập như vậy gọi là tu đạo. Phạm Thiên lại hỏi, dùng pháp gì để tu đạo? Thiên Từ đáp, chẳng phải dùng pháp thấy, nghe, hiểu, biết, chẳng dùng sở thủ lắc, chẳng dùng sở chấn đạt, đối với tất cả các pháp là không tướng, không biểu hiện, đó gọi là tu đạo. Phạm Thiên lại hỏi, thế nào là Bồ Tát tinh tấn dũng mãnh? Thiên Từ đáp, nếu Bồ Tát đối với các pháp không thấy một tướng, cũng chẳng thấy tướng khác, thì đó gọi là Bồ Tát tinh tấn dũng mãnh. Đại Trang Nghiêm, đối với các pháp không hủy hoại pháp tánh, đối với các pháp không nắm nhiễm, không đoạn diệt, không tăng trưởng, không giảm đi, không thấy có cấu uế, không thấy có trong sạch, vượt khỏi tánh của pháp, đó gọi là Bồ Tát tinh tấn bậc nhất, nghĩa là thân không có chỗ sinh ra, tâm chẳng có chỗ sự, chẳng có sự phát khởi. Khi ấy Đức Thế Tôn khen ngợi Thiên Tử bất thoái chuyển, lành thay lành thay. Khen ngợi rồi, Đức Phật bảo Phạm Thiên Thứ Ích, như lời Thiên Tử đã nói, thân không có chỗ sinh ra, tâm chẳng có sự phát khởi, đó gọi là tinh tấn dũng mãnh bậc nhất. Này Phạm Thiên, Như Lai nhớ lại tất cả chỗ hành hóa ở đời trước, luôn tinh tấn vững chắc, trì giới theo hành đầu đà, đối với các bậc sư trưởng thường cung kính cúng dường. Ở nơi vắng lặng, luôn tinh tấn hành đạo, đọc tụng, học nhiều, thương yêu chúng sinh, cung cấp những thứ cần dùng cho họ, siêng năng ân cần làm tất cả những việc khổ cực khó khăn, nhưng chẳng được chư Phật từ quá khứ thọ ký, thành tựu đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vì sao? Vì ở thân khẩu ý của Như Lai thường sinh khởi chấp nơi tướng tinh tấn. Này Phạm Thiên, vì sao Như Lai có được sự tinh tấn dũng mạnh đúng như lời Thiên Tử đã nói, nên được Đức Phật Niên Đăng thọ ký, để sao ông sẽ thành Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni? Vì thế này Phạm Thiên, nếu Bồ Tát muốn mau được thọ ký thì phải tu tập tinh tấn dũng mạnh như vậy, nghĩa là đối với các pháp không khởi chấp nơi tướng tinh tấn. Phạm Thiên thưa, Bạch Thế Tôn, thế nào là không khởi chấp nơi tướng tinh tấn? Phật dạy, tinh tấn nơi ba đời đều là không, đó gọi là tinh tấn không giấy khởi chấp nơi tướng. Phạm Thiên thưa, Bạch Thế Tôn, thế nào là tinh tấn nơi ba đời đều là không? Đức Phật dạy, tâm quá khứ đã diệt, tâm vị lai chưa đến, tâm hiện tại không trụ, nếu pháp diệt thì không sinh lại nữa. Nếu chưa đến, tức là không có tướng sinh. Nếu không trụ, tức là trụ vào thật tướng. Lại nữa, thật tướng cũng không có sinh khởi. Nếu pháp không sinh thì không có quá khứ, hiện tại, vị lai. Nếu không có quá khứ, hiện tại, vị lai, thì từ xưa đến nay, tánh thường không sinh. Đó gọi là tinh tấn nơi ba đời đều là không, có thể khiến cho các Bồ Tát mau chóng được thọ ký. Này Phạm Thiên, Bồ Tát thành tựu được pháp nhẫn như vậy, thì có thể hiểu rõ các pháp là không có chỗ xa bỏ. Đó gọi là bố thí ba la mật, thông suốt tất cả pháp là vô lậu. Đó gọi là trì giới ba la mật, thấu tỏ hết các pháp là không bị thương tổn. Đó gọi là nhẫn nhục ba la mật, hiểu rõ tất cả pháp là không có chỗ giấy khởi. Đó gọi là tinh tấn ba la mật, biết rõ các pháp là bình đẳng. Đó gọi là thiền định ba la mật, nhận biết tất cả pháp là không có sự phân biệt. Đó gọi là trí tuệ ba la mật. Nếu Bồ Tát không thông suốt được như vậy, thì đối với các pháp không tăng, không giảm, không chánh, không tà, Bồ Tát đó tuy có bố thí mà không cầu quả báo, tuy có trì giới nhưng không còn bị tham vướng, tuy nhẫn nhục mà biết rõ trong ngoài đều không, tuy tinh tấn nhưng hiểu thấu là không có tướng sinh khởi, tuy hành thiền định mà không có nơi chốn nương tựa, tuy hành hóa trí tuệ mà không còn chấp tướng. Này Phạm Thiên, Bồ Tát thành tựu pháp nhẫn như vậy thì tuy thì hiện khắp tất cả nơi chốn hành hóa mà không bị cấu nhiễm, người ấy đạt được tướng bình đẳng của thế gian, không vì những sự được mất khen chê vinh nhục của vui mà bị lay động, vượt khỏi tất cả pháp thế gian, không tự cao, không tự ti, không mừng, không buồn, không động, không buông lung, tâm không hai, xa lìa các duyên, đạt được pháp vô nhị. Vì những chúng sinh bị rơi vào nẻo nhị kiến mà khởi tâm đại bi, vì họ mà thọ thân đại giáo hóa. Này Phạm Thiên, đó gọi là tinh tấn dũng mãnh bậc nhất, là đạt được pháp nhẫn không, vô ngã,
nên đối với chúng sinh khởi tâm đại từ bi. Vì họ mà thọ thân thuyết giảng về tướng tinh tấn dũng mãnh ấy, lúc đó có 8.000 Bồ Tát đã được pháp nhẫn vô sinh. Đức Phật đã thừa kế cho chư vị đều sẽ đạt được đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Ở nơi mỗi quốc độ khác nhau, đều thành tựu Phật đạo đều đồng một danh hiệu là Kiên Tinh Tấn. Bây giờ Tôn giả đã có giúp bạch Phật, bạch Thế Tôn, bây giờ các vị Đại Long Vương, nếu khi muốn mưa thì mưa xuống nơi biển cả. Chư Bồ Tát này cũng là như vậy, dùng mưa pháp lớn tuôn mưa nơi tâm Bồ Tát. Đức Phật dạy, này Ca Diếp, như lời ông đã nói, các vị Đại Long Vương sợ dĩ không mưa xuống cõi dưới Phù Đề, chẳng phải là do tâm keo kiệt, mà chỉ vì đất đai ở nơi cõi ấy chẳng thể chịu nổi. Vì sao? Vì lượng mưa của các vị Đại Long Vương tuôn xuống thật dữ dội. Nếu lượng mưa ấy trút xuống cõi dưới Phù Đề, thì những thành ấp xóm làng, núi rừng, ao hồ đều trôi dạt như những chiếc lá úa bị cuốn phăng đi. Vì thế các vị Đại Long Vương không tuôn mưa lớn xuống cõi dưới Phù Đề. Như vậy này Ca Diếp, các vị Bồ Tát sở dĩ không tuôn mưa pháp lớn xuống các chúng sinh khác cũng chẳng phải là do tâm keo kiệt, mà vì căn cơ của họ không đủ sức để lãnh thọ các pháp như vậy. Cho nên, các vị Bồ Tát ấy đối với tâm Bồ Tát như biển cả, vô lượng và trí tuệ thâm diệu mới tuôn xuống mưa pháp vô thượng, không thể nghĩ bàn như thế. Này Ca Diếp, là như biển cả có thể nhận hết lượng mưa lớn dữ dội mà chẳng tăng thêm hay giảm bớt. Các vị Bồ Tát này cũng vậy. Nếu ở trong một kiếp hay trăm kiếp, hoặc lãnh hội hoặc thuyết giảng pháp ấy, thì pháp này vẫn an nhiên, không tăng, không giảm. Này Ca Diếp, là như biển cả tuy do trong sông chảy vào, nhưng nước trong biển đều đồng một vị mặn. Các Bồ Tát này cũng thế. Dù nghe đủ các loại giáo pháp, đủ các loại luận nghị, nhưng đều có thể tin hiểu là một vị không. Này Ca Diếp, là như biển cả luôn lắng sạch không có uế, một dòng nước đục đổ vào liền được trong lặng. Các vị Bồ Tát này cũng là như vậy, luôn làm thanh tịnh bao thứ phiền não kết sở có uế. Này Ca Diếp, là như biển cả sâu thẳm không đáy, các vị Bồ Tát này cũng như vậy, có thể tư duy hội nhập nơi vô lượng giáo pháp nên gọi là thâm diệu. Tất cả hàng thanh văn bích chi Phật đều không thể lường tính được, nên gọi là không đáy. Này Ca Diếp, là như trong biển cả tích chứa vô lượng nước. Các vị Bồ Tát này cũng thế, đã tích tập vô lượng pháp, vô số trí tuệ, nên nói tâm của các Bồ Tát như biển cả. Này Ca Diếp, là như biển cả tích tụ vô lượng đủ loại vật báu. Các vị Bồ Tát này cũng vậy, hội nhập vô số các pháp môn, tích chứa các pháp báu, đủ các loại đạo hạnh, nên phát sinh vô lượng pháp báu. Này Ca Diếp, là như biển cả có ba loại báu, một là ít giá trị, hai là có giá trị, ba là vô giá. Chỗ thuyết giảng giáo pháp của các vị Bồ Tát này cũng như vậy. Tùy theo căn cơ lanh lợi hay chậm kém của chúng sinh mà dẫn dắt khiến họ được giải thoát, có hạn nên dùng pháp nhỏ mà được giải thoát, có hạn nhờ dùng pháp vừa mà được giải thoát, có hạn dùng pháp đại thừa mà được giải thoát. Này Ca Diếp, lại như nơi biển cả dần dần chuyển thành sâu. Các vị Bồ Tát này cũng vậy, hướng về nhất thiết trí càng ngày càng thâm diệu. Này Ca Diếp, là như biển lớn không giữ lại thay chết. Các vị Bồ Tát này cũng thế, không thừa nhận tâm thanh văn bích chi Phật, cũng không chấp nhận tâm ngu si, mê loạn biến nhát, sân giận, phá giới, tham lam keo kiệt, cũng không chấp về ngã nhân, chúng sinh. Này Ca Diếp, lại như khi đến kiếp tiêu đốt cháy hết, thì các ao hồ, nhỏ, sông, khe, nguồn nước bị khô nước. Sau đó biển lớn mới cạn kiệt. Lúc chánh pháp diệt cũng vậy, chánh pháp của nẻo hành hóa nhỏ bị diệt trước, sau đó chánh pháp của Bồ Tát, tâm như biển cả mới diệt tận. Này Ca Diếp, các vị Bồ Tát này dù mất thân mạng cũng không xa bỏ chánh pháp. Ông cho rằng Bồ Tát có thể làm mất chánh pháp chăng? Chớ nghĩ như vậy, này Ca Diếp, như trong biển lớn kia có ngọc kim cương, gọi là tập chư bảo. Khi lửa cháy trải qua 7 ngày vào thời kiếp thiêu, đến tận trời phạm thế mà ngọc báu đó cũng không bị cháy, không bị hư. Chuyển đến trong biển cả ở phương khác, nếu ngọc báu ấy ở nơi, ở thế giới đó, mà bị thiêu đốt thì không thể có.
Các vị Bồ Tát ấy cũng như thế. Khi chánh pháp diệt tận, bảy pháp tà xuất hiện, cho đến các thế giới nơi phương khác cũng bị như vậy. Những gì là bảy pháp tà? Một, luận thuyết của ngoại đạo. Hai, tri thức xấu ác. Ba, đạo pháp bị sử dụng xa lạc. Bốn, quấy phá lẫn nhau. Năm, lạc vào rừng rậm tà kiến. Sáu, không tu tập phước đức. Bảy, không chứng đắc đạo quả. Khi bảy pháp ác này xuất hiện thì các Bồ Tát ấy biết chúng sinh không thể hóa độ được, cho đến nơi các cõi Phật ở phương khác cũng không xa lìa việc thấy Phật nghe pháp, giáo hóa chúng sinh, làm tăng trưởng căn lành. Này Ca Diếp, là dưới biển cả là chỗ lương tựa của vô lượng chúng sinh. Các vị Bồ Tát này cũng như vậy, chúng sinh đưa vào đấy để đạt được là thứ an lạc của hàng trời, an lạc của người và an lạc của niết bàn. Này Ca Diếp, là như nước mặn trong biển cả không thể uống được. Các vị Bồ Tát này cũng như thế, có thứ ma, ngoại đạo không thể quấy phá được, hủy hoại được. Khi ấy, Tôn giả Ca Diếp, Đại Ca Diếp bạch Phật. Bạch Thế Tôn, biển lớn tuy sâu rộng nhưng hãy còn có thể lo lường được, còn các vị Bồ Tát này thì không thể lường xét. Phật bảo Bồ Tát Ca Diếp, vi trần trong tâm thiên đại thiên thế giới còn có thể tính biết chứ vô lượng công đức của các vị Bồ Tát này thì không thể lường tính. Bây giờ Đức Thế Tôn dùng kệ nhắc lại những điều đã giảng thuyết. Với như biển kệ du đập hết, tất cả dòng nước vẫn không đầy. Các Bồ Tát này cũng như vậy, thường cầu pháp lợi không chán đủ. Là như biển lớn chứa các dòng, tất cả chảy về không thêm bớt. Các Bồ Tát này cũng như vậy, thọ pháp sâu xa không tăng giảm. Là như biển kẻ thường lắng trong, nước đục chảy vào đều sạch trong. Các Bồ Tát này cũng như vậy, không nhận mọi phiền não có quế. Là như biển kẻ không bến bờ. Các vị Bồ Tát này cũng vậy, trí tuệ công đức không hạn lượng, tất cả chúng sinh chẳng thể xét. Là như biển lớn không sai biệt, trong sông hòa vào cùng một vị, các vị Bồ Tát này cũng vậy, chỗ lãnh hội pháp cùng một tướng. Là như biển kẻ sở dĩ thành, chẳng phải chỉ vì một chúng sinh, các vị Bồ Tát này cũng vậy, các vị tất cả phát đạo tâm, như ngọc báu biển tên tập báu, nhờ báu đó nên càng thêm nhiều. Lượng báu Bồ Tát cũng như vậy, từ báu Bồ Tát hiện các báu. Như biển sinh, như biển kẻ sinh ra ba báu, mà biển lớn ấy không phân biệt. Bồ Tát thuyết pháp cũng như vậy, ba thừa độ người không đây kia. Như biển lớn lần dần thành sâu thẳm, các Bồ Tát này cũng như thế, và chúng sinh nên tu công đức, hồi hướng nhất thiết trí sâu xa. Như biển lớn không chứa thay chết, các vị Bồ Tát này cũng vậy, phát tâm thanh tịnh nguyện Bồ Đề, không giữ tâm phiền não thanh văn. Như biển cả có báu kiên cố, báu đó gọi là tập chư bảo, khi kiếp thiêu hết vẫn không cháy, chuyển đến nơi, chuyển đến cõi Phật nơi phương khác. Khi chánh pháp diệt cũng như vậy, tinh tấn kiên trì, giữ giới pháp, biết các chúng sinh không thể độ, chuyển đến cõi Phật nơi phương khác, 3.000 thế giới sắp hủy hoại, kiếp họa sắp thiêu cả trời đất, trăm sông mọi dòng khô cạn nước. Khô cạn trước, sau cùng biển cả mới cạn khô. Thực hành đạo nhỏ cũng như vậy, khi phát sắp diệt liền hủy trước. Bồ Tát dùng mạnh không tiếc thân, hộ trì chánh pháp sau mới diệt, hoặc Phật tại thế sau diệt độ. Pháp báu trong tâm chẳng bị diệt, tâm sâu thanh tịnh an trú pháp, dùng pháp thiện này tu hành đạo. Trăm ngàn chúng sinh nương tựa biển, biển thành chẳng vì một chúng sinh. Bồ Tát phát tâm cũng như vậy, vì cứu độ hết thảy muôn loài, biển lớn khắp mười phương thế giới, hay còn có thể đo lường được sự hành đạo của các Bồ Tát. Thanh văn duyên giác chẳng thể sánh, Ca Diếp nên biết các Bồ Tát, tâm tinh tấn dụng mạnh hồi hướng, nguyện thành Phật cứu độ tất cả, còn không bằng được huống gì hơn. Đức báo tất tụ như biển lớn, có thể cúng dường ruộng phước lành. Là bậc đại y vương tối thượng, chữa trị mọi thứ bệnh chúng sinh, là chỗ quy y tạo cứu giúp, đèn sáng chiếu soi khắp các nẻo, cho bao kẻ vô minh ở đời được mắt sáng tiếp nhận cam lộ. Đó là vua pháp ở thế gian, là tri quyết đoán của Đế Thích, đó là phạm vương hành bốn thiền, là bậc truyền pháp luân thanh tịnh, là bậc thầy nhiều trí tuệ dẫn dắt.
chỉ rõ nẻo tà và đường chánh, là bậc dũng mãnh diệt quân ma, bậc thanh tịnh trừ phiền não uế, tụ tập pháp thiện như trăng tròn, ánh sáng tỏa khắp như mặt trời, trí tuệ vượt hẳn như tu chi, như vầng mây quý tuôn cam lộ, như sư tử không hề sợ hãi, tâm ý điều hòa như voi chúa, đó chính ví như núi kim cương, tất cả ngoại đạo không thể hoại, đó là trong lành giống như nước, có độ uy dũng như lửa lớn. Đó chính là gió không ngăn ngại, như đại địa không thể lay động, nhổ sạch kiêu mạn và ngã mạn, như cây thuốc không có phân biệt, trì giới thanh tịnh như hoa sen, nơi pháp thế gian không hề nhiễm, như hoa quý u đà bát lệ, ngàn vạn ức kiếp hiện một lần. Đó là biết báo ân chư Phật, là không đoạn mất dụng tánh Phật, là tinh tấn thực hành đại bi, dùng từ hỷ mà vượt ba cõi, mà vượt qua khỏi, có thể xa lìa tâm năm dục, thường cầu pháp Phật là của báu, thực hành bố thí là trên hết. Trì giới thanh tịnh không ai sánh, hành nhẫn nhục mạnh không gì hơn, xin ai tinh tấn không biến trễ, thực hành tiền định đủ thần thông, có thể đến vô lượng cõi Phật, luôn gặp chư Phật lãnh hội pháp, đem điều nghe được dạy cho người, biết rõ nẻo hành của chúng sinh, tuy nơi căn tánh nhanh hay chậm, là giờ lực khéo biết phương tiện, đèn tuệ chiếu sáng cứu khắp nơi, thông tỏ trọn vẹn tất cả pháp. Đều từ nhân duyên hòa hợp sinh, có thể tấu suốt tướng nhân duyên, xa lìa, ngã kiến, tích bình đẳng, thực hành chánh quán nơi các pháp, từ đâu đến và đi về đâu, hiểu rõ các pháp không đến đi, an trú pháp tánh không lay động, thấy pháp hữu vi đều là công, từ bi thêm lớn độ muôn loài, hữu tình vọng tưởng khỏi các khổ, vì muốn cứu độ tu tập đạo, phàm vô phân biệt ngã ngã sở, hành theo vô số các tà kiến, có thể thấu đạt thực tướng pháp, giải thuyết pháp để diệt kiến chấp. Vô thường cho thường chẳng tịch tỉnh, vô ngã cho ngã khổ cho vui, phàm phu điên đảo mê kiến chấp, đời trước sinh tử không thể biết, nhận biết rõ đấy từ điên đảo, không ngã không nhân không chúng sinh, ta nên như vậy tu đạo chánh, vô thường vô ngã và bất tịnh, ca giúp nên biết Bồ Tát ấy, ta đã khen ngợi các công đức, các nẻo hành hóa không thể tận, như một hạt bụi nơi đại địa, phát tâm bồ đề không thoái chuyển, cúng dường đủ tam thiên đại thiên, nếu có cúng dường hơn thế nữa, đã nên cúng dường bậc như vậy. Nếu người phát tâm nguyện thành Phật, chính là cung kính cúng dường ta, Phật quá khứ, hiện tại, vị lai, tức đều đã cung kính cúng dường. Phẩm 16 kiến lập pháp. Bây giờ Phạm Thiên Tứ Ích nói với Pháp Vương Tử Văn Thù Xá Lợi: đại sĩ nên cung tịnh Đức Như Lai, hồi niệm kinh này khiến cho đến 500 năm về sau vẫn được lưu truyền rộng khắp. Văn Thù Xá Lợi nói: ý ông nghĩ sao? Đức Phật đối với kinh này có giảng thuyết, có chỉ dạy và có thể hộ niệm được chăng? Phạm Thiên Tứ Ích đáp: thưa không. Bồ Tát Văn Thù Xá Lợi nói: thưa nhân giả, vì vậy nên biết tất cả các pháp là không thuyết giảng, không chỉ bày, không có hộ niệm, pháp đó hoàn toàn là không thể hủy diệt, nên không thể hộ niệm. Nếu muốn giữ gìn pháp này là nhằm hộ niệm nơi hư không. Thưa nhân giả, nếu Bồ Tát muốn có pháp để thọ nhận, tức là chẳng có pháp. Vì sao? Vì pháp luôn vượt khỏi tất cả các nẻo ngôn luận. Đó gọi là Bồ Tát không ưa tranh chấp. Thưa nhân giả, nếu có Bồ Tát ở trong chúng hội này, suy nghĩ hôm nay thuyết pháp này, thì nên biết người đó chẳng phải là nghe pháp. Vì sao? Vì không nghe pháp mới gọi là nghe pháp. Phạm Thiên thưa: vì sao nói không nghe pháp gọi là nghe pháp? Văn Thù Xá Lợi đáp: mắt tai mũi lưỡi thân ý đều thanh tịnh gọi là nghe pháp. Vì sao? Vì nếu người nơi sáu căn bên trong hội nhập với sáu trần bên ngoài, không bị vướng mắc nơi sắc thanh hương vị xúc pháp, thì mới gọi là nghe pháp. Bây giờ trong chúng hội có 32.000 tiên tử, 500 tỳ kheo, 300 tỳ kheo ni, 800 ưu bà tắc, 800 ưu bà di, đã nghe Bồ Tát Văn Thù Xá Lợi thuyết pháp đều chứng được pháp nhẫn vô sinh, liền nói: đúng vậy, thưa tôn giả Văn Thù Xá Lợi, như lời của đại sĩ đã nói, không chấp vào chỗ nghe pháp mới gọi là nghe pháp. Lúc ấy, Phạm Thiên Tứ Ích hỏi các Bồ Tát đã chứng đắc pháp nhẫn vô sinh.
Các vị đã nghe kinh này đó sao? Đáp: vâng, chúng tôi đã nghe. Dùng không nghe để nghe. Hỏi: các vị làm thế nào để nhận biết pháp đó? Dùng chẳng biết để nhận biết. Hỏi: các vị đạt được cái gì gọi là chứng đắc? Vì tất cả pháp là không thể chứng đắc, nên chúng tôi gọi là đạt được pháp nhẫn. Hỏi: thế nào là thuận theo pháp để thực hành? Do chẳng thuận theo để hành nên gọi là tùy hành. Hỏi: các vị ở trong pháp này có thông đạt sáng tỏ chăng? Tất cả các pháp đều thông đạt thấu tỏ, không có ta tôi. Bây giờ trong chúng hội có thiên tử tên là Tịnh Tướng nói với Phạm Thiên Thứ Ích: nếu có người chỉ nghe kinh này mà không được Phật thọ ký thì ta sẽ thật ký người ấy chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vì sao? Vì kinh này không phá bỏ nhân quả, có khả năng sinh các pháp thiện, có thể dứt trừ ma oán, xa lìa mọi thương ghét, có thể khiến cho tâm của chúng sinh được thanh tịnh, có thể làm cho người tin hiểu được đều được vui mừng, trừ hết mọi sân giận. Kinh ấy là chỗ tu tập của tất cả các bậc thiện nhân. Kinh ấy được tất cả chư Phật hộ niệm. Kinh ấy được tất cả hàng trời người Atula trong thế gian cùng nhau giữ gìn. Kinh ấy quyết định chứng đạt quả vị không thoái chuyển. Kinh ấy chẳng hư dối vì dẫn đến đạo tràng. Kinh ấy chân thật vì có thể khiến cho chúng sinh đạt được pháp của chư Phật. Kinh ấy có thể chuyển pháp luân. Kinh ấy có thể diệt trừ mọi thứ nghi ngờ do dự. Kinh ấy có thể khai mở đạo của bậc thánh. Kinh ấy có đối với người mong cầu sự giải thoát rất nên lãnh hội. Kinh ấy đối với người muốn đạt các pháp Đà La Ni thì phải nên dốc sức giữ gìn. Kinh ấy đối với người siêng cầu phước đức thì rất nên giải thuyết. Kinh ấy đối với người ưa thích giáo pháp thì nên luôn nhớ nghĩ. Kinh ấy có thể đem lại mọi an vui dẫn đến niết bàn. Kinh ấy nếu các hàng ma ngoại đạo đạt được thì không thể diệt trừ chúng. Kinh ấy đối với người được thọ nhận sự cúng dường có thể thuận theo nghĩa lý. Kinh ấy có thể khiến cho hàng lợi căn thêm hoan hỷ. Kinh ấy có thể khiến cho người có trí tuệ càng vui thích. Kinh ấy có thể giúp cho người trí tuệ xa lìa các kiến chấp. Kinh ấy có thể đem lại cho kẻ trí tuệ phá trừ muôn tối. Kinh ấy văn tự theo đúng như thứ lớp vì khéo giảng nói. Kinh ấy rốt ráo vì khéo tùy thuận theo nghĩa lý mà giảng dạy. Kinh ấy tạo nhiều lợi ích về đại giảng nói về đại nhất nghĩa. Kinh ấy đối với người ưa thích pháp là chốn tâm dốc cầu đạt. Kinh ấy đối với người có trí tuệ là chốn không thể xa lìa. Kinh ấy đối với người bố thí là kho tàng lớn. Kinh ấy đối với người bị phiền não thiêu đốt là ao nước trong lành mát mẻ. Kinh ấy có thể khiến cho người có tâm từ đạt được tâm bình đẳng. Kinh này có thể làm cho người biến nhát trở thành siêng năng. Kinh này có thể làm cho người vọng niệm được tâm định tĩnh. Kinh này có thể khiến cho người ngu si có thể được trí tuệ sáng suốt. Thưa nhân giả, kinh này là chỗ tôn quý của tất cả chư Phật. Khi thiên tử Tịnh Tướng giảng thuyết về pháp này thì tam thiên đại thiên thế giới hiện đủ các thứ chấn động. Đức Phật liền khen ngợi: lành thay, này thiên tử đúng như lời ông nói. Bây giờ Phạm Thiên Thứ Ích bạch Phật: bạch Thế Tôn, vị thiên tử này từng ở trú xứ của chư Phật đời quá khứ, đã được nghe kinh ấy rồi chăng? Đức Phật dạy: vị thiên tử này từng ở nơi 64 ức trú xứ của chư Phật, đã được nghe kinh này. Trải qua 42.000 kiếp sẽ được thành Phật, hiệu là Bảo Trang Nghiêm, có nước tên Đa Bảo. Trong khoảng thời gian ấy, có chư Phật xuất hiện ở đời, vì đó cũng đều cúng dường và cũng được nghe kinh này. Này Phạm Thiên, các vị tỳ kheo đây ưu bà tắc ưu bà di, tám bộ chúng hộ pháp trời rộng quỷ thần, trong chúng hội này đã chứng đắc pháp nhẫn, đều được sinh vào cõi nước Đa Bảo kia. Thứ tử Tịnh Tướng bạch Phật: bạch Thế Tôn, con không mong cầu bồ đề, không phát nguyện bồ đề, không tham đắm bồ đề, không ưa thích bồ đề, không nhớ nghĩ về bồ đề, không phân biệt về bồ đề. Vì sao lại được Như Lai thọ ký? Đức Phật bảo thiên tử: như đem cỏ cây thân cành lá ném vào trong lửa mà nói, đừng cháy, đừng cháy. Nếu cho lời nói này có thể khiến các thứ ấy không cháy thì không hề có. Này thiên tử, Bồ Tát cũng vậy, tuy không ưa thích
tham đắm nơi Bồ Đề. Như nên biết vị ấy đã được tất cả chư Phật thọ ký. Vì sao? Vì nếu Bồ Tát không vui mừng, không ưa thích, không tham chấp, không đắm nhiễm, không thủ đắc về Bồ Đề, thì nhất định được chư Phật thọ ký quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Lúc này, trong chúng hội có 500 Bồ Tát cùng bạch Phật, bạch Thế Tôn. Hôm nay chúng con không mong cầu Bồ Đề, không nguyện Bồ Đề, không ưa thích Bồ Đề, không tham đắm Bồ Đề, không nhớ nghĩ Bồ Đề, không phân biệt về Bồ Đề. Chư vị cùng nói những lời ấy rồi, nhờ thần lực của Phật liền được 84.000 chư Phật ở phương trên thọ ký cho chư vị thành tựu đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. 500 vị Bồ Tát là bạch Phật, bạch Thế Tôn, thật là điều chưa từng có. Sự thuyết pháp của Như Lai thật là nhiệm màu. Đó là Bồ Tát chẳng mong cầu, chẳng phát nguyện, chẳng tham vướng, chẳng vui mừng, chẳng thủ đắc về quả vị Bồ Đề, mà lại được chư Phật thọ ký. Bạch Thế Tôn, chúng con hôm nay được 84.000 chư Phật ở phương trên đều thọ ký cho chúng con thành tựu đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Phẩm 17. Chư Thiên tán thán. Bây giờ đại sĩ Văn Thù xin lỗi bạch Phật, bạch Thế Tôn, nguyện xin ngài hộ niệm kinh này vào vị lai, sau 500 năm sẽ được lưu truyền rộng rãi khắp cõi Diêm Phù Đề, khiến cho pháp đó trụ lâu dài ở đời, lại khiến cho pháp đại trang nghiêm ấy đối với hàng thiện nam thiện nữ đều được lãnh hội. Giả sử có vô số việc làm của ma cùng quyến thuộc của chúng thì cũng không thể quấy nhiễu, do thọ trì kinh này nên không thoái chuyển nơi quả, nơi đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Phật bảo Bồ Tát Văn Thù xin lỗi: đúng thế, đúng thế, nay Bồ Tát nên lắng nghe. Vì muốn cho kinh này tồn lại lâu dài ở thế gian, nên Như Lai vì Bồ Tát mà thuyết giảng về chú thuật, nhằm mời thịnh tám bộ chúng hộ pháp, chư thiên, rồng, dạ xoa, ca thác bà, cư bằng trà. Nếu vị pháp sư nào trì tụng chú này, thì được chư thiên, rồng, dạ xoa, ca thác bà, Atula, Kalola, Khẩn La La, Ma Hồ La Già, thường theo hộ trì pháp sư đó. Nếu vị pháp sư này hoặc đi đúng đường, hoặc lạc đường, hoặc ở xóm làng, hoặc ở chốn vắng vẻ, hoặc tại căn phòng, hoặc ở nhà tĩnh lặng, hoặc ở chốn kinh hành, hoặc tại chúng hội, thì các vị thần kia sẽ luôn theo hầu cận, bảo vệ, giúp đỡ, làm cho vị đó tăng thêm biện tài thuyết pháp, lại còn khiến tăng thêm nhân duyên của diệu lực nơi trí tuệ. Nhớ nghĩ càng được kiên cố, không có các thứ giặc oán quấy phá, giúp cho vị pháp sư đó đi đứng nằm ngồi đều nhất tâm an ổn. Này Văn Thù xin lỗi, đây là thứ tự của chú thuật: 1. Uất đầu lệ, 2. Uất đầu lệ, 3. Ma lệ, 4. Già lệ, 5. Nghe lệ, 6. Thế lệ, đề lệ, 7. Di lệ, 8. Hầu lâu, 9. Hầu lâu, 10. Hầu lâu, 11. Nhân bà lệ, 12. Vi đa lệ, 13. Khúc khâu lệ, 14. A na nghĩ, A na nhĩ, 15. Già đế, 16. Ma e lý, 17. Ma na tùng, 18. Ma nhĩ, 19. Ba hầu càng địa tác, ba lâu đế, 20. La bài, bà già đế, 21. Hạnh đầu lệ, 22. Nam mô Phật đà già lê đế lệ, 23. Nam mô đạt ma bàn già đà nhĩ, 24. Nam mô tăng già hòa ế đà hòa ế đà, 25. Tỳ bà phiến đà nhĩ, 26. Tác bà ba ba nhĩ, nghe đế lệ đi phù đề lý, tác già bàn đề xá, phạ làm ma ba xá đa dư lợi, sư tỳ ba xá đa a, đá la đề xá đề tác bà, phù đa già đa la, già đa già la a, Nam mô Phật đà tất triền đấu mạng đà la. Nơi tất cả chúng sinh với tâm từ mà giảng thuyết về bốn thánh đế thì được sự khen ngợi của Phạm Thiên và của các bậc hiền thánh, trong đó tình mời các vị thần linh cùng kính chư Phật sẽ thành tựu được chú ấy. Này đại sĩ Văn Thù xin lỗi, đó là toàn bộ các câu thần chú. Nếu đại Bồ Tát muốn hành trì kinh này phải nên đọc tụng hết thảy chú ấy, nhất tâm và nhất tâm thực hành nghiêm túc, không tán loạn, mọi hành động tới lui đều thanh tịnh, không chứa thức ăn dư,
nên ít ham muốn biết đủ, ở một mình xa lìa. Chẳng ưa thích nơi chốn ồn náo, thân tâm tịch tĩnh, thường ham chuộng từ bi, lấy pháp làm niềm vui, an trú trong lời nói chân thật, không lừa dối người khác, quý trọng việc ngồi thiền. Vô thích việc giảng nói pháp, thực hành chánh niệm, xa lìa tà niệm. Thường ưa hành pháp đầu đà, chứng đắc hay không chứng đắc đều không hề buồn vui, hướng đến niết bàn, nhàm chán sinh tử, tâm bình đẳng đối với thương ghét, xa lìa tướng phân biệt, chẳng tiếc thân mạng của tất cả tài vật, không tham luyến, oai nghi đầy đủ, thường ưa trì giới, nhẫn nhục, nhu hòa, đối với mọi lời nói xấu ác đều có thể nhẫn được, dung mạo luôn tươi vui, hiền diệu, luôn thâm hỏi để trừ bỏ cao ngạo, cùng trú nơi an lạc. Này Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, những vị pháp sư này trụ nơi pháp ấy, đọc tụng chú thuật kia, thì ở đời hiện tại đạt được 10 thứ lực, chẳng như là 10. 1. Được diệu lực về, nghĩ nhớ không hề quên mất. 2. Được năng lực về trí tuệ, khéo lựa chọn các pháp. 3. Có năng lực về thực hành, tùy theo ý nghĩa của kinh. 4. Năng lực. Được năng lực kiên cố hành hóa trong sinh tử. 5. Được năng lực của sự hổ thẹn, để hỗ trì người và ta. 6. Có năng lực về hiểu biết rộng, đầy đủ trí tuệ. 7. Được diệu lực về Đà La Ni, tất cả mọi sự lãnh hội đều có thể thọ trì. 8. Có năng lực về biện tài, ưa thích thuyết pháp, được chư Phật ủng hộ. 9. Được diệu lực của pháp sâu xa, đạt đủ năm thông. 10. Thành tựu diệu lực của pháp nhẫn vô sinh, mau chóng chứng được nhất thiết trí trọn vẹn. Này Văn Thù Sư Lợi, nếu pháp sư nào có thể an trú thực hành truy tụng chú này thì ở đời hiện tại thành tựu được 10 diệu lực ấy. Khi Đức Phật thuyết giảng về diệu lực của chú thuật này, thì bốn vị tiên vương hết sức kinh sợ, liền cùng với vô lượng quỷ thần và hàng quyến thuộc vây quanh, đi đến trước Đức Phật cung kính đảnh lễ và thưa: Bạch Thế Tôn, chúng con là tứ tiên vương đã chứng quả vị Tu Đà Hoàng, tuân theo lời dạy của Phật, chúng con đều sẽ thống lĩnh hàng quyến thuộc cùng với đám tùy tùng, luôn theo pháp, luôn theo bảo vệ vị pháp sư kia. Nếu các thiện nam thiếu nữ nào dốc giữ gìn pháp, có thể trì tụng giải thuyết kinh này, thì tứ thiên vương chúng con sẽ đi đến ở chỗ ở của những vị pháp đó, của những vị đó đều ủng hộ. Những người ấy hoặc ở thành ấp, xóm làng, hoặc ở nơi vắng lặng, hoặc tại gia hoặc xuất gia, chúng con và hàng quyến thuộc đều sẽ theo hầu hạ và cung cấp, khiến họ tâm luôn được an ổn, không có chán mệt, cũng khiến cho tất cả không gì có thể làm nhiễu loạn. Bạch Thế Tôn, lại nữa trong khoảng 50 dặm, nếu có kinh này xuất hiện, thì hoặc chư thiên, con của chư thiên, rồng, con của rồng, hoặc dạ xoa, con của dạ xoa, hoặc cư bằng trà, con của cư bằng trà, đều không thể quấy phá được. Bấy giờ hộ thế tiên vương Tỳ Lâu Lạc Ca nói kệ: Hàng quyến thuộc của con, thân thích về dân chúng, đều cùng nhau bảo vệ, cúng dường vị pháp sư. Tiên vương Tỳ Lâu Bát Xoa nói kệ: Con là con pháp vương, từ pháp mà hóa sinh, cầu bồ đề con Phật, con đều sẽ cúng dường. Tiên vương Kiền Đà La Tra nói kệ: Nếu có các pháp sư tọa trì kinh như thế, con thường sẽ ủng hộ ở khắp cả 10 phương. Tiên vương Tỳ Sa Bà Na nói: Là người phát tâm đạo, cho nên tọa cúng dường tất cả các chúng sinh, không thể biện biệt được. Con của thiên vương Tỳ Sa Bà Na tên là Thiện Bảo, cầm lòng bằng bảy báu dâng lên Đức Như Lai nói kệ: Thế Tôn, nay con sẽ tọa trì kinh như vậy cũng vì người khác nói, con phát tâm như thế. Thế Tôn biết tâm con và chỗ hành đời trước, từ khi mới phát tâm chính chí thành cầu Phật đạo, đảnh vô kiến của Phật, nay dâng lòng đẹp này, nguyện con được như thế. Tưởng đảnh vô kiến ấy, con dùng tâm ái kính xin chiêm ngưỡng Thế Tôn, nguyện được mắt thanh tịnh, gặp được Phật Di Lặc. Thế Tôn bậc trí tuệ liền dùng kệ trả lời: Ông qua đời ở đây sẽ sinh trời đâu xuất, từ đâu xuất hạ sinh, gặp được Phật Di Lặc, 2 vạn năm cúng dường mới xuất gia tu học. Đã được xuất gia rồi, tịnh tu các phạm hạnh, chư Phật trong hiền kiếp đều được thấy tất cả, cũng được cúng dường Phật.
ở đó tu phạm hạnh, qua 60 ức kiếp, ông sẽ được thành Phật, danh hiệu là Bảo Cái, quả đức rất nghiêm tịnh. Chỉ có Tăng Bồ Tát, và vì giảng thuyết diệu pháp, thọ mạng trọn một kiếp, sau khi diệt độ rồi, chánh pháp trụ nửa kiếp, lợi ích cho muôn loài. Bây giờ Thích Đại Hoằng Nhân, cùng với vô số trăm ngàn chư thiên vây quanh bạch Phật, bạch Thế Tôn, chúng con cũng sẽ bảo vệ cho vị pháp sư có thể tọa trì kinh này và cúng dường cung cấp cho vị ấy. Ở nơi chốn nào có kinh này hoặc có người đọc tụng giảng giải, chúng con sẽ đi đến các nơi chốn ấy để tọa trì giáo pháp, là sẽ làm tăng thêm oai lực nơi vị pháp sư, khiến cho thứ tự của câu nghĩa không bị sót mất. Khi ấy con của Thích Đại Hoằng Nhân tên là Cù Bà Già, cầm lọng chân châu trang hoàng bản bảy thứ báu, giơ lên Đức Như Lai nói kệ: hiện nay con biết rõ, chỗ thuyết pháp của Phật cũng sẽ hành như vậy, cầu nhất thiết trí Phật. Thế Tôn ở đời trước, bố thí hết mọi thứ, con sẽ theo hạnh này, sẽ bỏ các sở hữu. Con ở trước Pháp Vương, xin thọ trì kênh này, sẽ thuyết cho người khác để báo đáp ân Phật. Người ở thích kênh này, tức là đồng với con sẽ cúng dường họ vì cho đắc Bồ Đề. Thế Tôn hàng thanh văn, không thể hộ trì Pháp, vào đời sau đáng sợ, xin hộ trì kênh này. Thế Tôn an ủi con, đoạn nghi của chư thiên, nay con bao lâu nữa thành Phật như Thế Tôn, Phật thông đạt trí tuệ, tức thì tỏ ký cho, ông sau sẽ làm Phật, giống Như Lai không khác. Trải qua ngàn ức kiếp, lại hơn trăm ức kiếp. Như thế mới thành Phật, danh hiệu là Trí Vương. Bây giờ chủ cõi Ta Bà là Phạm Thiên Vương bạch Phật, bạch Thế Tôn. Chúng con sẽ thiền định, vui thích đi đến nơi vị Pháp Sư, hoặc nơi chốn các thiền nam thiền nữ nào có thể thuyết giảng Pháp này. Vì sao? Vì từ những kinh như vậy đã sinh ra Đế Thích Phạm Vương và những bậc tôn quý. Bạch Thế Tôn, chúng con sẽ cúng dường những vị thiện nam kia, những thiện nam ấy, xứng đáng thọ nhận tất cả sự cúng dường của hàng trời người Atula nơi thế gian. Khi ấy Thiên Vương Diệu Phạm dùng cả nói, tỳ kheo ni, các thiện nam tín nữ, có thể thọ kinh này, chỗ cúng dường của đời, cho đến có một người dốc hành trì kinh này, con sẽ phải vì họ diễn thuyết kinh như vậy, trải tòa các hoa đẹp, cao đến trời Phạm Thiên, an toàn nơi tòa ấy, diễn thuyết kinh như vậy. Nếu ở trong đời ác, từ chỗ nghe kinh này, nên phát tâm, hy hữu, duy mừng, xương lành tay. Nếu vô lượng thế giới bị lửa lớn đầy khắp, cần phải từ trong đó vượt đến nghe kinh này, kinh mở bày Phật Đạo. Hoặc người muốn được nghe, cấp báu như tu gì, nên cúng dường người ấy. Phẩm 18 chúc lụy. Bây giờ Đức Thế Tôn hiện bày diệu lực của thần thông, khiến cho ma Ba Tuần và các quân ma đều đi đến chỗ Đức Phật và cùng thưa: bạch Thế Tôn, con cùng với các quyến thuộc này xin ở trước Đức Thế Tôn phát thệ nguyện, nơi chỗ nào lưu truyền rộng rãi kênh này, hoặc có người giảng nói pháp và người nghe pháp, cùng những cõi nước không giấy khởi các việc của ma, chúng con sẽ xin bảo vệ kênh ấy. Lúc đó, Đức Thế Tôn phóng ra hào quang màu vàng rồng, tỏa chiếu khắp thế giới này và bảo Bồ Tát Văn Tù Xá Lợi: nay Như Lai sẽ hộ niệm kinh này, tạo lợi ích cho các vị pháp sư. Kinh này ở nơi cõi Diêm Phù Đề được truyền bá và tồn tại, thì Phật Pháp không bị diệt mất. Khi ấy, chư vị trong chúng hội dùng tất cả những loại hoa, tất cả các loại hương, hương bột, tung rải lên chỗ Đức Phật và thưa: bạch Thế Tôn, nguyện xin Đức Thế Tôn làm cho kinh này được trụ lâu ở cõi Diêm Phù Đề và được giảng thuyết lưu truyền rộng khắp. Phật bảo Tôn giả A Nan: ông có thể thọ trì cái này chăng? Tôn giả A Nan đáp: bạch Thế Tôn, con có thể thọ trì. Phật bảo: này A Nan, này Như Lai đem kinh này phó chúc cho ông. Ông hãy thọ trì đọc tụng và thuyết giảng rộng rãi rộng cho người khác. Tôn giả A Nan bạch Phật: bạch Thế Tôn, nếu người thọ trì đọc tụng và giảng thuyết kinh này thì được công đức như thế nào? Phật dạy: này A Nan, tùy theo số lượng câu chương văn tự hiện có ở trong kinh, người suốt đời dùng tất cả vật dụng cần thiết cúng dường con ấy chư Phật và tăng. Nếu có người cho dù chỉ cúng dường kinh này với sự cung kính, tôn trọng, khen ngợi, thì công đức của người ấy vượt hơn người ở đời hiện tại đạt được 11 tạng công đức.
Những gì là 11? 1. Tạng thấy rõ. Thấy rõ tạng Phật vì đạt được thiên nhãn. 2. Lãnh hội tạng Pháp vì đạt được thiên nhĩ. 3. Thấy được tạng Tăng vì đạt được Tăng Bồ Tát công thoái chuyển. 4. Đạt được kho báu tài sản vô tận vì có được bàn tay quý giá. 5. Đạt được tạng sắc thân vì đầy đủ 32 tướng. 6. Đạt được tạng quyến thuộc vì có được quyến thuộc không ta bị hủy hoại. 7. Đạt được tạng Pháp chưa từng nghe vì có được các Pháp Đà La Ni. 8. Đạt được tạng đức niệm vì có biện tài ưa thích thuyết giảng. 9. Đạt tạng vô sở ý vì diệt trừ tất cả các luận thuyết của ngoại đạo. 10. Đạt được tạng phước đức vì làm lợi ích cho hết thảy chúng sinh. 11. Đạt tạng trí tuệ vì có được tất cả Pháp của Phật. Khi Đức Phật thuyết giảng kinh này, có 72 na do tha chúng sinh chứng được pháp nhẫn vô sinh. Vô lượng chúng sinh phát tâm cầu đạo quả, vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vô số chúng sinh không còn lệ thuộc nơi các pháp, giết sạch các lậu, tâm được giải thoát. Bây giờ Tôn giả A Nan liền từ chỗ ngồi đứng dậy, xếp lại y phục bày vai bên phải, cung kính đảnh lễ ngang chân Phật và thưa: Bạch Thế Tôn, kinh này tên gọi là gì và phụng trì như thế nào? Đức Phật bảo Tôn giả A Nan: Kinh này gọi là thâu tóm tất cả các pháp, cũng gọi là trang nghiêm các pháp của chư Phật, lại gọi là tư ích phạm thiên sở vấn, còn gọi là văn thù sơ lợi luận nghị, nên theo đó mà phụng trì. Đức Phật giải thích kinh này xong, Pháp Phân Tử văn thù sơ lợi, phạm thiên, Bồ Tát Đẳng Hạnh, trưởng lão Đại Ca Diếp, Tôn giả A Nan và tất cả chư thiên người, tạo trì lời Phật dạy đều vô cùng vui mừng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh Tư Ích Phạm Thiên Xả Vấn, quyển 3, 4, hết. Nguyện đem công đức này hồi hướng về khắp cả đệ tử và chúng sanh được trọn thành Phật đạo.